Đấy, đây lại tiếp tục lên đây gặp nhau. Đấy, đây, mình đang đứng bên cạnh các anh cũng đến lấy xe nhà mình. Rồi anh em mình bắt tay cái nhờ. Xin chào Hoàng Thiên. Anh chào. Luôn một ngày buôn bán phát tài phát lộc. Vâng. Anh giới thiệu anh em anh tên gì nhỉ? Mình tên là Thuật. Vâng, anh Thuật. Anh đâu? Ở Chương Mỹ. Anh ở Chương Mỹ. Vâng. Rồi, ok. Hôm qua những đường lai anh rồi, đang đấy. Đến lấy một chiếc. Bao nhiêu ngày tháng thì mới ra gặp được giám đốc Kiên. Hôm nay ra thì anh em phải nói là làm việc rất là nhanh. Vâng, trong vòng một lốt nhạc. Một lốt nhạc. Xin chào bà nhà nhá. Anh đến là anh lấy một chiếc xe SH 279. Ông anh đây là ông anh chủ xe, anh chào mọi người, anh tên gì nhỉ? Chào mọi người nhé. Vâng, anh tên gì? Tên là Viên. Anh Viên. Vâng. Mỹ. Anh Viên cũng hai. Hai anh nhìn rất là chất chát, rất chơi. Đến đón một chiếc xe là SH màu đen sần 450. Chỉ có làm việc trong tích tắc. Tích tắc. Anh đổi cho em chiếc xe này. Thế anh thử báo em là anh bán em chiếc này là bao tiền đấy? 32 triệu. À 31 triệu. 32 xong này em bớt là 1 triệu là 31 triệu. 31 triệu. Đấy, ok. Xe anh ngon không anh? Xe chính chủ từ đầu. Dữ lắm. Chuyên để phòng khách. Xe là mưa không đi. Cách nhà có cây số đây. Mới đi có hơn vạn nhá. Hơn vạn. Đấy phải nói là đây anh, nhưng mà vì con SH này nhưng mà con này lúc mua lại đắt tiền hơn con kia. Không, con này của anh nó là con anh 26, con này 27. À. Đấy, con này là vì nó là bản 3D, nó lại đi ít hơn con này có 1,5 vạn. Con này anh 1,9 vạn. Con này mua 33 mấy. Em mua 30 đấy mua 33,5 triệu. 33,5 triệu, con ngày của anh thì đấy là mốt thì đó không quan trọng. Không, tất nhiên là nó cũng là phù hợp thôi nhá, bởi vì anh em mình luôn luôn phát tài phát lộc thì mới là giỏi chứ còn. Một vài trăm hay một vài triệu đơn giản. Vâng, ok. Ý thích rồi. Ý thích nhá. Anh em chụp kiểu ảnh cho tít nhá. Rồi, ok. Xin lỗi mọi người nhá anh em. Anh Thiệp ơi. Đây ra chụp ảnh cái. Đây con xe này em để cho anh cũng là hợp tình hợp lý đúng không? Nhưng mà đẹp thôi. Đây anh chụp kiểu ảnh nhá. Vâng. Anh em mày đứng. Anh ơi, đây ông chắc chắc ra đây. Chụp ba. Tí nữa chụp. Ok. Rồi, tiếng. Anh cười đi. Rồi. Ok nhá, chúc anh lên đường may mắn nhá. Cảm ơn anh nhá. Chúc anh viên cái kiểu nào. Rồi, ok. Nào, ok. Rồi. Rồi, anh nhá. Anh đi nhá. Em xin mic. Ok. Anh chào mọi người cái đi. Bây giờ chào mọi người. Đang này. Xin chào mọi người nhá. Mọi người hãy đến với sân bay Hoàng Kiên. Trong vòng một lốt nhá. Trong vòng một lốt nhá. Vâng. Lao xe đi luôn. Có chị em ơi, dịch vụ có làm hết năm 500, anh cứ đến đây là xong béng hết. Hôm nào cứ mang ra thẳng đây luôn nhé. Ra thẳng đây là có 500, giờ vào ra đăng ký chính chủ. Anh cứ giờ ban ngày anh đến đây là làm, em làm cho anh luôn. Bộ phận văn phòng giải quyết lấy cho cái mic, lấy cho cái điện thoại nhá. Đây xe của ông anh đây, con xe này là 1,9 vạn này. Xe này nó là đẳng cấp luôn, em quay một vòng cho anh. Xe chuyên để phòng khách. Đấy. Xe anh bảo chuyên để phòng khách ấy. Anh đổi nhá. Mưa không đi. Đây là nó bị từ cái lúc nắp xong nó đã bị rồi này. Vâng. Nắp xong nó đã không bị. Cái này hết có 10 mấy nghìn thôi. Còn em làm dễ không? Xe đẹp nhỉ. Còn anh giữ đấy. Chính chủ tên này như nhau có tên. Bây giờ không có ai đi mà. Không người đi. Xe vợ tên chị ấy. Tên vợ. Nhìn ông anh là biết là giữ gìn. Đây em quay một loạt tổng thể cái xe này. Có ai thích một chiếc xe này của anh ấy? Của anh ấy không? Giải quyết 1,9 vạn này. Ông anh đấy, thật ra này tất nhiên là không thể bằng SH màu đen sần được. SH 150 đen sần được nhưng cái này. Giá vừa cái xe lên tết này tầm này quá đẹp. Vâng. Tôi xin chào Hoàng Kiên nhá. Vâng, anh đi nhá. À, em ơi em quay bên này cho anh đi. Quay vòng bên này. Có ai thích chiếc này không? Mua anh 31 triệu rồi nhá. Dòng LED này thì chạy chơi này chạy 5-70 năm không lo. Đấy, em quay anh ấy đi. Quay. Rồi. Đấy, hai em tít đấy đi con này nhìn giống sang trọng của con người nhá. Đấy. Con này là mình mua là 31 nhá. Có ai thích cho mình cộng 2 triệu rưỡi con này thôi. Rất là hợp lý. Đấy mình vừa về một chiếc này nhá. Chiếc xe này cũng vô cùng hiếm, con này vẫn nổ nữa, nó nhỏ đấy. Đúng là phải nói. Này đường kim mũi chỉ nó khủng khiếp luôn. Này. Xe nó thật này, anh em nhìn cái tay nắm còn chưa bị sầy. Gọi là một nốt nhỏ, gọi là bằng cái tăm luôn sơn zin luôn. Con này phải bỏ ra 18 nghìn mỗi cái này thôi. À, ông em thích xe này.
Em thích con này không? Lấy xe bán. Em đến bán một chiếc xe Vision kia đúng không? Đâu chính chủ thế này? Chính chủ em à? Ừ, anh có thể giới thiệu em chào mọi người, nhăng like đi. Em chào mọi người cái. Em tên gì nhỉ? Em tên gì? Trường đúng không? Trường bán xe Vision biển F kia là chính chủ nhỉ? Vâng. Em ở Tây Hồ đúng không? Em ở Hoài Đức, em sang tên. À đợt đấy là sang tên. Con đấy là em để cho anh bao tiền con Vision đấy? 28 triệu một con xe Vision đời 2019. Giờ này giá bị lên giá một tí. Hay em có thích con này không, anh đổi cho. Bản này bản đắt nhất anh vừa mua ra không ấy? Riêng để em chờ Ok, đấy mình mua của bạn ấy 28 triệu. Em quay ra đây một chiếc 28 triệu của bạn ấy. Em ơi, xe chính chủ tên bạn ấy luôn nhá. Đây là chìa khóa đâu Long ơi? À đây rồi. Đấy, mua con này mình nhập là 28 triệu rồi, có ai thích không? Nó là đẳng cấp luôn. Mình kiểm tra chất lượng rồi, ngon lành. Con này về để sơn một tí tay sách thôi, biển Hà Nội. Xe này dành cho 10 người mệnh mộc, mệnh thủy. Đấy, màu xanh nhá, nó là màu xanh kiểu xanh nước biển. À, kiểu không phải xanh nước biển, màu xanh rêu. Rất đẹp, em quay vòng đây. Em phải quay một vòng dưới, em đấy, em giờ em quay, em quay là dưới này. Quay vòng nhanh nhanh là đấy. Đấy, một vòng. Máy vẫn nổ đấy, tốt tít luôn. Chú Quỳnh ơi, lấy cho cái điện thoại ấy nhá. Đấy, mình nhập vào con này là 28 triệu rồi nhá. Xe của nó thì chất lượng đảm bảo. Mình cộng con này 1 triệu 8 nhá. Đấy, mình cộng 1 triệu 8 luôn. Bản của nó là xe 2019 nên đăng ký 2020. Đấy, còn đây một chiếc SH1 này. Đây xa đây các bạn anh em nó đang xem xe. Bộ phận để mình sẽ giới thiệu một số xe, những xe mới về. Đấy, con Vision ai lấy được bây giờ, dòng này giờ nó đang rất là đắt. Đấy, rất là hot hit bây giờ. Đợt đi mà, đây chờ đi, để giải cước con này. Đây, một con chiếc xe Vision đời mới này nha. Xe này bây giờ đang cồn gào, vừa mới mua được xong nhé. Vừa mua từ sáng giờ mình thức dậy là mình đã mua được em nó về. Phiên bản cao cấp nhất, không còn gì để nói. Dòng Vision này, dòng này là không sản xuất đấy nhá. Mà bao nhiêu anh em đang cồn cào biển số Hà Nội. Xe mới đét, dán kín ni lông. Đừng hỏi tại sao. 2.800 cây. Đừng hỏi tại sao làm gì. Đấy, máy vẫn nổ đấy, thì thầm mùa xuân. Em quay vòng cho anh. Quay thẳng lại đấy, quay vòng. Đây, mình lắc xe ra. Trời ơi, nó là mới đét. Đừng hỏi tại sao. 2.800 đấy nhá. Cảm ơn 438 người đang xem nhá. Xe này mình mua cũng hơi bị căng tay, không mua rẻ được. Xe này mình mua là 44.500 nhá. Xe này vì xe này bán lướt lát, mình cộng ít lắm. Mình cộng 1.700.000 xe này nhá. Nhập vào 44.500 và cộng 1.700.000. Xe này mới đó là 52-53 triệu rồi, chưa đăng ký. Bây giờ còn không có mà bán. Xe không lỗi đâu, xe dán kín ni lông này. Không có một lỗi nhỏ luôn. Đây con này để bọc cả yên đủ các thứ đầy đủ này. Ui mới, đôi gương nha, đôi gương luôn, chính chủ luôn, vừa mua xong. Tức là xe này mùi thơm này. Con này nó còn mùi thơm như kiểu mùi ô tô ấy. Thơm phức. Xe là mùi thơm phức như kiểu vừa sản xuất ra lò xong. Ai à, vợ chào anh. Cảm ơn 463 người đang xem nhá. Nguyễn Ngọc Kha, Oen Pha đỏ. Bao nhiêu chú Kiên? Opa có nhiều giá nhá. Nguyễn Ngọc Kha. Tuấn Hồng có con 67 à... Tuấn Hồng ơi, 67 hiện tại chưa nhá. Minh Nhật có con AB 10 phiên bản 130 Hoàng Kiên. Minh Nhật đây có nhá. Nguyễn Xuân Tiến. Chốt con Vision cá tính luôn nhé. Vâng, anh Nguyễn Xuân Tiến ơi, chốt luôn con này đi. Đức quay kỹ cho anh con này. Con này đã lắp titan cái thứ đầy đủ rồi. Xe đi 2.800 thì đừng hỏi tại sao. Hỏi làm gì. Đây em ơi, chìa khóa đây. Honda Đức Chí nhá, vừa mua vừa ra lò Tết vừa rồi xong ấy. Vừa mới ra lò xong, xe dán ni lông về bây giờ chắc không phải bóc đâu. Đấy, lắp titan rồi chỉ mới đi thôi. Nguyễn Đức Xuân Tiến ơi, anh phải gửi tài khoản cho em nhá. Số 88 ấy. Tuấn Thái quay SH đi xếp. À lát nữa mình nhảy đại, bây giờ hiện tại đang mua mất rồi. Anh Xuân Thái ạ. À, anh Tuấn Thị Thịnh, giám đốc hạnh phúc, Thịnh, gia đình hạnh phúc, đúng rồi.
Phùng Tuấn con Jim Việt biển Hà Nội tầm 25 không anh? Có Jim Việt đấy anh nhá, Phùng Tuấn ơi. À, anh bán con này đúng không? Vâng. Nhưng mà ông anh này đến bán con này đúng không? Bán trước luôn. Anh đến trước. Vâng, anh chờ tí nhá. Cảm ơn 400 488 người đang xem. Đây mình đang xem một chiếc xe Dream của một ông anh rất là nhìn rất là trưng trạc. Xe này dành cho mấy em gọi là ăn chắc mặc bền. Đấy. Em nhấc cao cái máy nhé. Em đứng xem xung quanh, em có tập trung em quay cho anh nhé. Em đứng xem lung tung. Con này anh ác phết nhỉ. Ô anh ra đây nào, ra đây xem nó bán bao nhiêu nào. chủ xe đấy. Con này anh ác đấy, máy thì thầm mùa xuân đấy, ác nhá. Máy ác thế. Xe cụ, máy móc ngay trên. Ông anh, ôi trời, máy ơi. Dream con này đời thấp ấy nhờ. Em nói thành năm 2007 mà nó đến đây cơ mà. Tiếp quá. Anh ra đây nào. Ok. Anh ra bao nhiêu? 36. Anh chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Vâng, anh chào mọi người. Em xin phép em cải biết để anh em nói cho. Anh đến bán chiếc xe Dream. Anh tên là gì nhỉ? Mình là Hùng. Anh Hùng ở đâu ấy? Mình ở quận Hai Bà Trưng. À anh ở Hai Bà đúng không? Anh nghe từ những em like này, anh em mình đến đúng là để chia sẻ một chiếc. Thực ra là mình mới theo dõi 3 ngày hôm nay thôi. À. Thì hôm qua thấy có mấy đồng chí bán con Dream nhìn mới bảo mình ngứa cửa bảo thôi xe mình đẹp đẹp lên đây thì thi đấu cả mấy. Rồi thi đấu. Rồi ok. Đấy. Đây à? Đấy. 52.500.000. Rồi. Đi đâu đi? Đi đâu? Vào đây à? Khách nhé. Khách đang đi đường. Đây ông đại gia ông dân chơi ấy. Vâng, anh nhà mình xin lỗi là lấy nó cũng hơi gián đoạn tí. Ơi con này của anh ác nhỉ. Em thấy phải nói là có những con xe của anh gớm đấy. Anh bán bao nhiêu anh? 35. 35 à? Kinh phết nhỉ. Xe cái đăng ký với chứng minh thư anh đâu, em xem qua tí nào. Xe mình là mua lại của chính chủ. Em quay vòng xe cho anh. Mua lại chính chủ đấy. Quay vòng xe, quay thấp đúng không? Thấp để quay cho mọi cái thôi. Con đấy cộng 1.7 triệu. 28, 29.700.000. Mua 2.28 rồi. Ok. Mua ở chính chủ gần nhà mà. Nguyễn Duy Hùng. 29.700.000, mua 28 rồi, vừa thông báo rồi. Đừng nói gì, nói đi nói lại. Và anh Hùng 70 đúng rồi. Có photo của Nguyễn Thị Vân không? Chắc không có. 2.07 năm nay chắc không còn. Không, cái này thì mẹ, ra con này đồ bò nó không liệt luôn. Mẹ nhìn cái đồ bò phê thế rồi. Nhờ, ông anh mẹ sành thế, mua cái đồ xe nào có đồ bò đẹp thế. Ui giời, cái đồ bò. Nhìn mấy anh em thợ nhìn thích mắt luôn. Đây, photo đây. Photo có photo, à rồi, photo công chứng. Công chứng chính chủ luôn. Cụ sinh năm 1955. Mẹ dân chơi, cụ vẫn còn dân chơi. Không biết cụ bây giờ vẫn còn ở... Còn khỏe không? Chắc cụ được giờ chắc lọ vọ hết rồi. Đẹp nhỉ. Nhưng mà con này của anh của anh Hùng vẫn dọn mà tí anh Hùng ạ. Vẫn bị dọn nhỉ. Vẫn trải chuốt qua tí. Em nhìn cái trục gật này thứ này. Đâu? Em thấy. Cái này này, đây này, cái đôi này bị tỉa này. À ừ không, tỉa cái đấy đâu. Thực ra là mình nghịch mà. Bánh bánh tâm nan của anh thì liệu có còn zin không? Zin đấy. Zin nhé. Nhìn sao zin đấy, vành gốc zin xịn của này, xe. Cái này may ơi thì còn cái đôi da này này, bị tỉa này. Không, em nói mà. Ừ, tỉa tí thôi mà. Ra máy thì tỉa một tí thôi. Tí thôi, căn bản là để lâu nó xùi không đi. Đúng rồi, nó xùi không đi. Xùi, đúng xùi. Ác. Đây để đằng sau nó còn zin rồi. Đấy, sau thì chưa zin, tỉa, đấy. Xùi. Thợ thuyền phải nói chính xác. Đây này, yên của nó yên zin nhưng mà cũng kiểu hơi vẩy ốc tí, gạn tí. Nó xùi. Yên thì đẹp. Chung là cũng... Xe này của anh nếu mà nói về chất lượng, độ sâu của nó thì xe đẹp. Đây này, cái này của nó thì tất nhiên là gốc của xe nó là một con xe chất. Nhưng mà cũng được qua tay những nghệ nhân rồi. Không, nó còn đẹp. Bô nhá, bô không phải bô này nhá, bô lẹp của nó nhá. Còn không? Còn bô. Ở nhà. Còn bô nghịch lắp vào thôi. Còn nhà. Cảm ơn 642 người đang xem nhá. Ok. 639. Nguyễn Hiếu có con quay tầm 120 hay không?
Có anh Huy Hiếu ơi, Phan Thắng Vision không có luôn ý. Phan Thắng chưa biết hỏi Vision nào. Ok, chào Nguyễn Tuấn nhá, Trần Thành, Huy Nguyễn. Anh ơi, có xe nào hơn chục tí không? Huy Nguyễn ơi, hơn chục rất nhiều nhá, nhà mình thì không thiếu. Đây con này vẫn nổ đấy nhở, kinh khủng. Con xe đắt nhưng mà giá nó cũng khủng khiếp luôn. Con này vạn 7 ấy. À, chính chủ vạn 7 ấy. Con này anh vạn 7 á? Vạn 7 đấy, thật đấy. Chính chủ mà. Vạn 7 là lốp còn. Không, mình thay đôi lốp Thái mà mình đi mình chơi, còn lốp của nó ở nhà, lốp vẫn lốp xịn 2.7. Đấy, mình nghịch mình thay đôi lốp Thái xịn vẫn còn. Lốp vẫn còn. Thế anh bán này để tặng em lốp gym nhá. Lốp gym. Hả? Lốp gym vẫn còn nhá. Phải tặng lại cho lốp bởi vì xe này nó lốp còn thì nó có giá hơn. Chắc là mất rồi. Không, tức là mình thay ra mình vứt ở gần nhà, đấy nhiêu cái về tìm thôi. Nhưng còn đây là thay đôi lốp của Thái xịn vào mà. Đó là sửa chữa đình chùa nên đừng vứt đi cái gì. Mình lên là nó sửa chữa đình chùa. Đó là mình dồn lại bảo toàn lại những cái cổ vật. Mạc Đinh Hà có Diêm Việt nào cho lên sóng đi. Mạc Đinh Hà ơi, có nhá, Diêm Việt rất nhiều trong nhà. Hiện tại chưa lên sóng nữa anh Mạc Quân Hòa. À, Mạc Đinh Hà. Tới Nguyễn lại thu thít rồi, ok tới Nguyễn. Ok, đây chào hỏi mọi người, đây là tiếp tục tập trung trên vuông á. Con này mua rồi, con này mua có anh à? Mua có 5 triệu thôi, mà con start một thời để nhớ đấy. Toàn chở thóc chở lúa, chú đừng lắp để nguyên đấy. Không cần lắp, chú để nguyên đấy cháu. Một thời để nhớ xe chở thóc nhá. Nhưng mà chở thóc nhưng mà bây giờ nó là hàng bảo tồn quý hiếm, mình mua có 5 triệu. Rất là rẻ, đáng bao nhiêu. Con này của anh ác ấy, nhưng mà cái tiền nó cũng hơi. Con này tiền nó hơi. Anh ơi, em bảo này, anh Hùng ơi. Hả? Không bán ở đâu. À, anh xác định cho em dưới 30 đi. Được. Hai mấy thì bán để anh em mình gặp nhau đây. Để được. Em là người đưa ra là mình xong. Mua con này là cũng tầm có nhà gần 35 triệu rồi đấy. Gái về mình nghịch ngợm. Nhưng mà anh mua mấy năm nay rồi? Không, mới mà. Mới mua đấy. Thực ra là cũng mới mua nhưng không phải mua lâu đâu. Được rồi, con này anh mới mua như xe. Còn thực ra là chủ đi là có vạn 7 mình về chạy được chưa đến 600 cây đấy. Con này thì xe của anh đẹp nhưng mà xịn nó luôn đấy, chính chủ xịn luôn đấy. Xe chất luôn. Nó năm sản xuất 2007. Đấy. Thật ra xe này thì được. Em nhìn được. Nhưng mà cứ giả anh giải quyết tầm hai mấy thì anh em lên được. Phải lỗ rồi, nói chung là mua phải lỗ chứ mua lãi thì vài xe giờ nó đắt mà. Nó đắt là đắt, hàng đẹp, hàng nguyên bản, anh có cái lốp anh vứt nó đi. Đấy, hàng này hàng dựng phòng khách nhưng mà dựng xe các bạn ơi. Xe nó bỏ ra ba mấy làm dựng phòng khách chứ còn xe để chở lúa đi làm thì xe mua xe mười mấy triệu. Ơi anh Hùng ơi, anh em mình tình thương mến thương cho nhanh nhỉ. Chốt nhanh. Em gửi anh 28 triệu nhá. Được không? Được. Anh mua coi như là 34.500 rồi đấy. Đã tư thì giờ thực ra là anh sửa sang bao nhiêu? Anh lùi đi 6 triệu. Được. Em cộng một tí chuyện này anh em giải quyết biết rồi. Đây anh đấy. Theo dõi mấy hôm thì báo nhanh có anh Hùng lượt like lên luôn này đấy. 700 rồi anh em chia sẻ bài cho anh Hùng ấy nhở. Có ai thích con này không? Xe đẹp mà, năm sản xuất 2007. Con này đầu bò nó là mẹ nhìn nó chết yêu luôn, đầu bò nhìn bạn chết nhất rồi, chết nhất luôn cái gì à. Biển cũng đẹp luôn nhá, lần nóc còn mới, nói chung là cái nóc còn mới chứ chưa có nói xe gì căng hết, không có vết gì luôn, lần nóc còn mới rôm, nói chung là xe này xe giữ. Xe căng hết. Cụ sinh năm 1955 này, đừng hỏi tại sao, đúng không? Ừ. Cụ này cụ bà không, cụ ông. Tên cụ bà nhưng mà chắc cụ ông đi. Không không. Bà. Anh mua trực tiếp chính chủ á? Chính chủ, đấy chính chủ luôn mà, có phẩm photo chứng minh thư mà. 28 triệu. Được. Kể cả anh em không mua trên này em vẫn mua cho anh. Không phải nói bởi vì nói thật cái chuyện mua bán em á, đầy xe em vứt trong nhà. Thế rồi, hôm qua thấy mua mấy con rồi, xấu hơn con này toàn 35 triệu ấy. Những con đấy là em cọc hết rồi, anh ơi, nhưng xe nó xuất sắc. Không, xuất gì? Biển nào thì của biển đấy. Hà Nội kia toàn biển tỉnh, đúng không? Anh ơi, tỉnh nhưng mà nó tỉnh. Không, là... nó chất cái xe, nó chất. Gái luôn, là hoa hậu. Nó chất này, nhìn cái đầu bò như này, đẹp như này, em gì con nào đầu bò đẹp như này, nó thực sự luôn đấy. Con này đầu bò cũng nhận đẹp, nhưng mà nói về tổng thể đồ của nó, con kia nó khác đấy nhá. Hoa là nhiều của nhà tay chơi của Hà Nội là thích cái đầu bò rồi thật, kể cả Khánh trên đội cấn nhá. Rồi. Thích lắm, yêu cái đầu bò lắm. Cảm ơn 739 người đang xem nhá. Ok anh em mình chốt cho nhanh nhá, bởi vì sợ đàm phán nó lại mất quá nhiều thời gian của mọi người. Anh cứ chốt sớm nha. Ok, em giải anh 28. Ý anh sao? Được. Như nào? Bây giờ như nào đây? Được. Bao nhiêu anh Hùng? Cái giá đấy là anh nói giá thì bán đấy. Là bao nhiêu? Giá bán đấy. Nếu anh không lùi thì thôi. Ừ. Bây giờ bao nhiêu thấp nhất là bao nhiêu anh ra con này?
thấp nhất ấy thì anh bảo anh thôi để tính 34 triệu nhá. Ôi giời, tưởng không nghĩ thôi, không thôi để cho 30 cũng được, để cho 30 vì thực ra Khánh bảo mang lên cho nó giờ tiện đi qua đây chơi thôi. Lên Khánh đội Cấn mà nó chuyên ra về gym, chuyên ra về gym, mình gặp Hoàng Kiên nó hàng triệu người xem. Ông rồi đấy, ông Khánh hay lắm, Khánh thích cái này lắm. Cốc mà anh ăn ở đây em cái thị trường cái dung lượng anh ơi, cái xe của anh nó lại không phải nằm Hà Nội mà nó lại vào tận Cà Mau, Vĩnh Long cơ đấy, dân chơi đấy. Những anh em anh hai nhiều lúc tiền nhiều quá không có chỗ tiêu rồi mà gửi anh em mình tiêu. Anh em nói thật đấy, mình không ấy thì thôi, lên Khánh lấy mà nó cũng bảo tiện qua đây đi lên nhà nó bây giờ nó thật đấy. Wow, anh cứ rằng ra rằng làm gì, tôi nói vui không mua được. Ôi ông ơi, em bảo này anh gửi anh 30 triệu thôi, không được thì thôi tôi mua cho anh 31 triệu nhá, không được thì anh em mình lại chia tay. Cảm ơn ông anh đã giải quyết cho một cái thước video. Nhưng cái là lùi nữa đi, có xong không? Không phải rút em thì tí em nhấc làm gì bác cứ không lùi nữa thật. Bứt nó ra làm xe nó chất như này thực ra là rất là quý đấy, nhưng phải gì đâu. Đấy, thôi là thôi mình không dùng thì thôi để nhường cho anh em. Thật Hà Nội thực ra là cái loại này thì cũng phải là gym Thái cơ, nhưng còn gym Việt 762 xem không. Lúc anh em mình lúc thực ra là nếu mà là gym Thái thì không được bán, gym Việt tôi nhường cho anh em đấy. Thực ra gym Thái thì gym Thái vừa rồi em có con em bán 70 mấy triệu, bảy mấy thua gì anh ở Bắc Ninh mẹ con đấy của nó anh mấy con thua rồi. Xe hôm nọ anh có con gym Thái anh bán máy còn đẹp hơn máy này cơ, bán trên trăm cơ. Ừ, bán trên trăm cơ, nhưng còn 70 mấy triệu không ăn thua đâu. Ôi thì tôi thì nó người bây giờ anh em nó mỗi người một chơi. Ừ, trên không trăm đấy. lại kỹ quá đấy. Ừ, đấy thì thôi cứ làm việc đi đây 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 cứ gầy đi anh bán con đấy à. Rồi ok, thế nhanh cho tranh cho Linh Quảng Linh rồi Quảng Linh đấy, các hoa hậu ở các tỉnh rồi đổ về Hà Nội để đô thành qua thấy em mua được mấy con gym thì cũng nhìn cũng đẹp ấy. Những con gym em cọc hết rồi, nhưng anh em bây giờ gọi điện không còn đâu. Những con gym mà em đã like này nhá, mất hết. Đấy, bởi vì là anh em mua em chứ phải mua cái xe. Rồi. Thế anh phải biết là những con xe em phải mua trong đàm phán sao nó hợp lý. Chứ nó không, cao quá là không con được. Này là hợp lý đấy. Con này thực ra nếu không mà được, không mà nó đời nó cao nữa thì chắc phải 40 triệu. Đời nó. Quang Nguyễn có con nào? Xe nào ngó? Ok Quang Nguyễn. Ừ, chắc hơi bướng giá không mua đâu. Ừ. Em lùi anh lùi em 2 triệu. Em quyết là mua con này. Anh lùi em thiện chí bán lắm, thiện chí bán. Lùi em 2 triệu, giả anh 32 triệu. Không được. Anh quyết em quyết em mua cho anh con này. Anh chịu ấy. Cố mua nhá, đây là danh dự em, nếu phải cố 1-2 triệu thì thôi đành phải. Không được. Cà phê với. Xe này đẹp lắm. Loanh quanh những bữa hải sản hết bố nó mấy triệu. Đẹp lắm. Nói thật mình bán cái xe anh tiếc cái còi Nhật. Cái còi ấy, em... còi Nhật luôn. À? Con quay là bao tiền? Con quay không biết là bao. À, con quay đấy rồi, con quay đấy em mua là 207 rồi, em cộng 1,5 triệu. Hai bản 2022. Là bao tiền? 207 anh cứ cộng em 1,5 triệu. Nó nhanh. Là bao nhiêu con số? CPU em bây giờ đang tập trung. 7 coi là 21 hay 22, 23, 22 ý. 222. 22. 21 đây. Hả? 21. 21 thì được có 300, không đủ vận hành doanh nghiệp. Còn em đây, anh em nhân sự có nhiều. Không. Con đấy em trực tiếp mua 207 đấy. Em thoải mái. Đá em công khai mà, bọn em giống nó thoải mái. Bớt nữa thì không được. 21 thì sao được này? Không được. Anh ơi, anh Hùng. Thôi, chắc là thôi, anh em mình. Thôi em thấy là hai em cộng 1,5 triệu. Nhiều thì... 207 cộng 1,5 triệu là 22 thêm cộng 1,3 triệu không được thôi. À? Dòng xe lướt mới. Là bao nhiêu? Là 22 triệu. Thôi được không chốt đây cho nhanh nhưng không có đi lại thời gian của anh em mọi người. Thôi anh em mình không có duyên thì thôi vậy. Dạ thôi nhá, thống nhất thôi nhá. Thôi. Bọn em cho lên sóng một phát làm dã rồi bác ra xe ngay nhưng mà cái là không đấy, bác tăng quá. Không phải đấy thì bớt 1 triệu ấy, còn nếu mà dưới nữa thì thôi chứ còn ừ. Xe vẫn đang nổ nhá. Vẫn nổ đấy giờ. Xe vẫn đang nổ. Ê, 207 đây đang 34 này, 34 đang 32, nó đang còn trên nhau mất 2 củ nữa. Để xem có ai thích con này không, em quay vòng đây để cho anh em đấu giá con này là có được không. Xe này hàng hiếm nhá, em nó sản xuất 207 đây, tem này mất rồi nhá, tem này thay rồi, xe này có dọn đấy nhá, tỉa này, cái này bị tỉa này, bị xui bị tỉa một tí rồi, lườn nóc phẳng căng mới, bánh bánh trong đan trục còn sáng. Đây xe này của nó thì nó thật cũng là hàng hiếm, yên rách một tí mấm chỗ này nhá,
vỏ yên vẫn zin, nói chung là xe tương đối nguyên bản. Biển Hà Nội đẹp. Bô vòi còn không? Bô vòi răng hỏng rồi đúng không? Cái gì? Có kèm theo bô không đấy? Bán nó kèm theo bô không? Hay mỗi thế này thôi? Không, đổi bô lẹp, đổi bô lẹp xịn vẫn mới, vẫn theo xe. Nhưng mà anh còn bô không? Ý à? Em nói còn bô không? Còn bô. Phải tặng thêm bô nữa, bán rồi phải tặng thêm bô chứ đổi làm cái gì? Không, nhà còn con xe nữa, bây giờ phải tháo ra vì ôi con này là của con Jim Ha, cái Jim Jim Thái mà. Thế ông anh thế thì chết. Cái này bô này bô của Jim Thái. Bô này bô xịn. Bây giờ mình bán mình ý mình muốn mình mẹ nó là không phải bây giờ là có bô lẹp của nó. Tháo ra nó vào thôi thôi. Không đấy, nếu mà thôi gọi là bán anh thế này. Để nguyên thôi chứ còn. Cái bô này thực ra anh ấy lấy cái này ra mấy triệu cái bô này thật. Có hơn 1 triệu nó không là không, gì nhưng mà cái bô này bô xịn nhá. Em mà, thôi nhưng nếu mà kiên mà đúng là thợ xe con bô này của nó mới là mười mấy triệu. Thế gì đâu ra có 1,2 triệu bạc cái bô không, mà này. Đời theo xe đấy mẹ, đời 2543 Sài Gòn mới đâu Kiên ơi. Con này đời này vách dày nhá. Nhưng mà nhà em này em mua xe à không Việt. Không đấy thì là đang nói là cái bô này của nó là đi mua mấy triệu đấy. Cảm ơn 800 Sài Gòn đâu. 17 người đang xem nhá. Bô này theo xe luôn đấy mà đời 201. Em bán ngay anh ạ. Hả? Chào mừng ra mua vào. Kết nối cái câu thốt thiết rồi lại xuống đây mà này. Anh ơi, anh lấy toàn hoa hậu nhà em, anh phải bỏ tí tiền. Chứ anh ấy không bỏ ra cái đồng nào chi phí toàn hoa hậu. Đẹp lắm không anh? Ok, anh thoải mái đi. 21 được cái này đây. Rất là cảm ơn anh, em với mới được hòa vốn. Bọn em sống thật lắm. Em sống đây, em lấy đây thực tế con xe này, em bán mua bán nó thật mà. Chính thật đấy anh dễ làm. Chứ giờ bọn em cứ đọc vốn 3,5 cho quá, bớt cho anh 500. Thế là nó vào việc. Nhưng mà vì là nó là câu chuyện nó thế. 1,22, 1,21 thì chưa thôi. 21 đây là hết giá đấy. Không làm được. Thế là xin số đấy. Em gửi chốt anh là 225. Đắt quá nhỉ? Con này đắt quá thôi. Cảm ơn hiện tại là còn 828 người đang xem nhá. Anh Trần Xuân Quý, ồ thôi cao quá, ok, nghe anh Trần Xuân Quý nhá. Đúng anh Quý, có ai thích con này không của anh Hùng không? Không, không thấy người thích này. Đây anh Trần Xuân Quý ở thôi, chắc là thôi rồi. Thôi rồi em thống nhất em trả anh 325 nhá. Đấy các anh khuyên trên này là thôi. Thôi anh này thôi. Thế có vài anh thôi, còn nhiều anh như vậy. Nhiều anh ở thôi đây này, anh Trần Xuân Quý thôi cao không. Quá. À, thôi. Cả. Thôi thì em phải nghe các anh nhé, anh bảo mình nghe. Thôi thì mình thôi thì mình thôi, còn xe thì ra là thực ra bán được mà không bán được mà. 30 mình gọi đi qua chơi rồi bán được không bán được không quan trọng. Đây, muốn anh Trần Xuân Quý mua này bán ra sao được này. Kệ người ta thôi, còn bây giờ xe chơi đẹp thì nó khác. Còn xe lại mười mấy 20 triệu nó khác. Anh ơi, cái xe kia cố lên mấy trăm nữa, bọn em Quý bán cho anh thôi. Vâng. Ấy. Vâng, xe nó lướt, xe lướt mới. Thôi em giải thêm 500 nữa, nha. 3,2 triệu, bác có lấy rồi lấy không lấy được thôi. Nha. Anh em mình gọi là chia tay để em tiếp tục với mua con này này. Một con xe Winner của anh đang chờ này. Con Jim biển 14 đang anh đang chờ. Tính Kiên 33,5. Không. Không thì thôi anh Trần em Ngọc rồi em cao quá này, đây này. Nhìn anh em ngay nhâm trên này. Ê các đại gia thẩm định hồ lại chỗ này đấy, đang bán anh bán là 33 triệu đúng không? 33,5 triệu. 33,5 triệu đây các đại ca đây, của em của nó sản xuất năm 2007, năm nay em nó 15 năm nay rồi, nhưng mà được cái xe của nó là chấm hết. Ông nào mà nhìn cục máy thì cũng phê lòi tòi phòi á. Xe con này đi 57 năm không phải nghĩ, mà xe này không nên đi nhé, xe này hàng siêu tầm thôi. Đấy Trần Ngọc cao quá rồi. Đấy vẫn cứ kêu cao quá này. Đấy ông anh. Nghe sướng nha. Sướng cái lỗ tai. Màu xe hàng nghe đấy. Con này của nó. Con nó này hàng nó là hàng dành cho cuộc đời người đàn ông đấy. Nó không đơn giản đâu. Con này nó thua mất em. Không nó chất mà. Anh nhìn đầu bò đẹp này. Đấy, rất nhiều đại gia. Luôn đấy. Đầu bò này không có nào lịch được luôn. Không, con này nó 40 triệu không địch nó đâu. Chẳng qua đời hơi thấp thôi. Con này nó được cái biển Hà Nội nữa. Đấy, nó đời hơi thấp chứ con này đời 20 mấy. Đây Trần Xuân Quý bán mua vào 30 bán ra 335 là ok. Đây này, thế này. Đây các chuyên gia tư vấn trên này, không nên giản. Mình thì còn nhờ chuyên gia đấy. Hoàng Kiên nhờ chuyên gia nữa thì gọi gì. Ai ơi, vẫn phải phục vụ các anh ở trên này trên 2-3 cái mắt kìa. Thế mà nó là 3 cái mắt thì anh từ chối là thôi mình xong ấy. Mình bỏ tiền ra mình mua mình để đây bày cái gì đó.
Không, xe em đẹp cứ để đâu. Không. Mình phải có một hai cái để bày mẫu đây, nhưng khách đột xuất thì mình phải phục vụ ngày đêm. Thôi anh ơi, chốt đi nhanh, khẩn trương, lâu quá rồi. Chào 35. Không được. Mùa này mới chết. Mẹ cuộc đời nó không như là mơ, mẹ tưởng được ăn được rẻ hóa ra nó cũng sương lắm. Xe quá đẹp, à? không mua con nào nữa. Con này ra là bán là tiếc đấy. Thôi rồi, bán cũng okay. Giờ mua được. Chắc không được. Em biết là 33 là vào khắp rồi, nhưng mà là đang nghiên cứu là có vào khắp đấy không, nhưng mà 33 là xong rồi. Nói chung cái kiểu vào cái BNB nó chạy đúng cái danh ấy, gần búng phát là đúng cái danh và nó lăn vào đấy là xong. Đấy, nó vào khắp đấy rồi. Nhưng mà mình đang hai bên đang bờ mép của mẹ sự danh giới giữa. Đúng rồi anh ạ, cái BNB nó đúng vào cái danh ấy, đấy là vào khắp, 33 nó là vào khắp. Đấy. Ồ. Cuộc đời đôi khi nó không như là mơ. Căng nhỉ. Đã giá hút chỉ luôn ấy. Anh ạ. Có em nói là mày là bởi. Ai chui mẹ. Thôi Hùng ơi, em mua 2,5 nhá. Không được thôi nhá. Rồi thôi. Em xin phép. Ok. Nhá. Xin lỗi. Em xin phép, xin mic. Anh Thiệp ơi, nếu mà anh lấy số điện thoại Hùng, anh có bán không? Bán thì vào viết giấy cho em. Anh điện thoại cho gia đình đi. Bán vào viết giấy. Không được lại. Bởi vì em muốn là bán trên line này. Còn qua các anh cậu. Chứ còn qua nó thật ra đây. Anh hỏi đi. Xong rồi. Vẫn xong. Xong rồi, nhiên trí. Cuộc sống là thế mà. Đấy đây, thuyết bùi của 33 ok rồi. Không phải 33 đâu mà có 325 thôi. Nó là cả nghệ thuật đàm phán đấy, không đơn giản đâu. Anh ạ, à chú à. Vâng. Úi ơi, thằng này nhiều rồi đi quá nhỉ chú nhỉ. Ông anh ơi, em xin lỗi là đây rồi. Ok, lại sang ông anh này cái. Có anh sau biển xa đấy. Thì lỗi đấy nó vẫn phải xếp hàng. Vâng. Ở chính chủ mua, vâng. Mang về quê mua trên Sài Gòn đấy. Vâng. Mang về quê. Vâng, vâng. Để... Vâng, vâng. Anh bán bao nhiêu chiếc này? Em thì anh chào mọi người với em nhé. Dạ. Anh chào mọi người, em đang live trên này. Anh chào mọi người nhé. Vâng, chào mọi người. Sao chưa dùng? Thôi rồi. Lúc em mua là 441 đấy mà bây giờ không biết là... À, vâng, vâng, thế rồi. Bao nhiêu? Thế là ok, để em xin phép em chốt con này nhá. Em xin được anh ạ. Chốt này anh Hùng là 3,5 triệu nhá. Có ai thích không thì lại tiếp tục nhồi con này. Thế nhá. À chú Dũng ơi, chú vào bảo giả tiền cho anh Hùng cho con 32,5 triệu. Ok. Ở chốt luôn đây này. Đây hai ông anh đang thích con này đây đúng không? Cộng 4,5 triệu. Không, cộng đơn giản thôi. Con này 32,5 triệu. Đấy, biển Hà Nội, biển số 29D166518. Rồi anh thích cái biển con này cậu anh em 3,5 triệu. Nếu mà anh em bên cạnh đây có ai thiết kế được thì chơi luôn nhá. 35 mùa xuân, 3,5 triệu con này. 325 thì cộng 3,5 là thôi lấy 3 triệu. Anh em thôi lấy 3 triệu cũng là thôi, anh em tình cảm. Bán xe kia luôn mà. Anh bán xe kia đúng không? Đấy có ai nếu mà anh em thích con này thì chốt nhá, mình cộng 3 triệu. Đấy, câu chuyện cứ để suy nghĩ tí. Ok, lại quay về anh em xin lỗi là anh em giải quyết con này. Con này là Winner X bản CBS đời 2020 đúng không? Anh ra bao nhiêu? Em xin lỗi là nó cũng chờ anh giờ hơi lâu. Nó vẫn hơi ấy đi. Anh báo giá nhanh nhá. Em thủ tục cái dòng xe này lướt đây bọn em nhanh nhá. Đấy con này nó vất vả, đàm phán vất vả lắm. Báo bao nhiêu ông anh con này? Anh mua được bao nhiêu? Em mua 40 bây giờ anh xác định cho em con này thì anh để lỗ thì rất nhiều. Mới này thì... có 34 triệu. Winner biển số chủ ở Long An, biển 62. Ông anh xác định như giải quyết cho em hai sọi được không anh? Dạ. Hai chục vùng thấp quá đâu à? Lấy em 25 đi. 25 thì không được. 25 thì biển Hà Nội rồi. Dạ. 25 không được anh ạ, bởi vì con này nó ở biển 29 rồi đấy. Giả anh 20 nhá, ông anh nhá. Bữa trước anh nói là 23 năm, giờ 20 rồi. 23 năm lâu rồi chứ ngày nào. Thì bây giờ xe nó lên mà. Xe ơi, xe Vision với xe Way lên thôi, các dòng xe Winner nữa bây giờ. Ra hãng nhá, toàn SH150, ABS và Winner này bày bán, hầu như dòng xe khác cháy hết, không còn. Đấy. Thật lắm. Thôi nói vui thôi, gửi anh 21 triệu. Cảm ơn 890 người đang xem nhá. 20 bữa trước thì nói 235 đâu được bán 235. Bao nhiêu? Không được. Bác đại ca đang xem xe Dream. Thì bữa trước anh mới nói đây. Không, bữa trước nó là lâu rồi.
Hữu Loan xe đẹp quá, ok. Xe Sơn về, Thái chốt 35 cho anh số tài khoản em cọc. Sơn Thái. Và ai chốt thì giá trên like nhá. Anh ơi, anh ở trực tiếp này, anh nếu mà chốt luôn vào cọc cũng có tí trên này nó cọc luôn đấy. Đấy, đây anh em đặt đây, trong lúc mua là cọc luôn. Anh bán con biển 14 luôn. Ok. Đấy anh em đang dòm tí cho. Thôi em gửi anh 32 triệu. Anh nhá. Dạ. Em mua ba, anh mua 22 triệu. Anh em nhanh, em muốn mua tiếp con Jim Việt. Đấy 235. Không, không được, thôi em gửi lại. Không được. Đơn giản 22 triệu. Trời, xe chính chủ tên anh đúng không? Chính chủ tên em. Rồi em giả anh 22 triệu. Đấy anh vào viết giấy anh em Long An. Dân anh hai Sài Gòn, dân anh hai. Thấp quá không? Không thấp đâu, không thấp. Mới con này có 33 triệu. Anh đi từ năm 2020 rồi, không thấp. Ok, chốt đi anh. Ôi cho em 23 đi, 23 để bữa trước anh nói. 23 không bán được. Bán được xe mới mà có đi mấy đâu. Xe cũng mất được, mới đi cũng được vạn chứ nhiều. Không mang một vạn như bao nhiêu mà. Nhưng mà em đã đến từ Long An. Long An chứ thu gì cái này sang tên được. Lấy em 23 đâu được, được em 22 triệu 500. Bữa nào em ra lấy cần thì em lại mua xe lại đi. Không bán được anh ơi, nó không bán được. Nó dượng giá. Xe mới nguyên. Về lấy 23. Không được. Bữa trước anh nói 235 rồi em dần cứ phải ngại ấy. Ôi đấy, em giải quyết việc thôi, em lại lên một nấc nữa cho anh 227 nhá, anh lùi em 300. Thế là 22 triệu 700, anh vào làm giấy đi, em cố mua này, con này có ai thích em cộng lên một tí thôi là xong nhá. Từ cái dòng xe này khác, Jim khác, anh nhá. Ok, chốt con này 22 triệu... 300 nữa rồi. 300 thì thế thôi, em chỉ trông một tí 300 thôi. Anh em nó thì công việc, anh em phải thông cảm, ok. Chốt con này 22 triệu 700 nhá, đấy chú vào cho anh làm giấy chưa. Anh chào mọi người cái đi, chào mọi người anh em cho nó. Vâng, chào mọi người nhé. Bán xe tươi lên cứ nhăn nhó là 22 triệu 700, 190 nhầm đến giấy đi. Ai thích chiếc xe này của anh em dân chơi hay ở Long An không? Đất Long An giờ đang đắt. Đất mẹ sốt kinh khủng luôn. Đấy dân chơi 22 triệu 500, ai thích không? 22 à, mua 22 triệu 700 nhá. Cộng con này 2 triệu rưỡi nhá. Em quay anh một vòng. Xe thì đẹp không chơi gì đâu. Xe như xe mới luôn. Đấy, Winner X nhá. Rất là rẻ tiền. Đây ông anh đâu, biển 14 Quảng Ninh đâu. Quảng Ninh yêu dấu đâu. Cái nhận chìa khóa này. Người đang phải đi xe Quảng Ninh. À, Hà Nội nhưng mà vẫn phải đi Quảng Ninh đúng không? Ok, vào đây nữa mùi dầu thế. Em luôn vậy. Con này ác vết nhỉ. Hạ Long biển nhớ này đúng không? Hạ Long biển nhớ này. Con đợt em này của anh áp hết đấy. Được đấy. Ôi giời, dìm xuất sắc đấy. Nhìn trông gớm đấy, đầu máy bao nhiêu anh ơi? Đâu, ai đại diện đấy để bán đây. Ông anh đại diện hay ông anh đại diện? Ờ. Xe của ông anh này, ông anh đây là đại diện luôn. Anh như để chào mọi người, em nói chuyện đi, em cài mic cho anh. Vâng, anh chào mọi người. Ờ rồi. Anh tên gì nhỉ? Thanh ạ. Anh Thanh đúng không? Vâng. Anh ở Hà Nội đúng không? Vâng. Hà Nội. Nhưng mà đi biển Quảng Ninh. Con xe này phải rút hồ sơ chuyển vùng nhờ. Vâng. Đầu máy 818 598. Đăng ký năm 2000 năm 99 nhỉ. 92000 ok để em kiểm tra nào. 81 gì đấy. Đầu máy 81. 81. Cảm ơn 900 người xem nhá. Gần 1000 rồi. Hỏi anh nhỉ, ông anh ra bao nhiêu? Anh Thanh à? Vâng. Ờ Thanh, anh Thanh ra bao nhiêu? Con này 32. Cái gì? Nó sao toàn 3 mà bây giờ anh em toàn số 3. Không có số 1, số 2 này, chết rồi. Đây nó đi nó lên sao? Con này bị tỉa sơn nhiều quá nhỉ. Sơn mặt sơn hết rồi. Xe dọn lại. Con này mặt sơn hết rồi, lườn nóc làm lại hết rồi, không được. Ai à, con này lườn làm lại hết rồi. Bây giờ có anh được cú máy đẹp này. Sơn zin cái này zin. Cái này của anh lườn làm lại rồi ông anh nhá. Bị tỉa sơn lại rồi. Còn mới làm xử lý lại đuôi rồi. Đúng không? Đây mình phán phải chính xác. Nó thật nói vui mà em, anh. Em buôn xe nó lâu lắm rồi. Vâng. Em buôn xe nó từ cái thời đầu Vinh, cá xanh, cá xám nó buôn rồi. Nên lên dòng Jim này nó đi. Em ngày xưa nhá. Một con 79 đầu bò vòng ấy 3 số mà em.
Em còn lấy máy tiện, em còn cắt, em còn chế một chiếc xe gym, cái đời máy đề nhá. 79 máy đề mà em nâng lên thành một con xe gym này. Ngày xưa gym nó hiếm. Chú à? Vâng. Xe ô tô đằng sau chú ơi. Vâng vâng. Chú tiến về trước cháu đi, chú tiến góc trên đi cháu. Em ơi, cho một người dắt mấy xe đi cho anh ấy, dồn vào nhà cho anh. Chú tiến hẳn đấy. Giúp anh, giúp anh ấy. Giúp đi, dắt hết xe vào trong nhà, dắt con này. Đấy, dắt vào trong nhà luôn. Xe lai, anh lai rồi. Có thể cho bác đi vào. Em tự. Em dắt đi, dắt hẳn trong nhà thôi. Dắt luôn trong nhà. Chú chờ cho đi. Con này máy anh được, anh bán bao nhiêu nè, chuẩn giá bao nhiêu ra? Đấy, em chỉ ra giá thế thôi, còn anh giả bao nhiêu? Hai mấy triệu để bán. Hai mấy là bao nhiêu anh? Hai mấy cứ giải quyết giả anh, 22 triệu. À, thế chịu rồi. 23 triệu. Anh máy được. Vâng. Con này lượt nóc làm lại rồi. Đấy, con này mua xong rồi đẩy trong nhà. Anh được cái máy nguyên, con này cục đồ bò anh đẹp. Con này đồ bò xe của anh cục máy được ấy. Em quay vòng cho anh. Đấy rồi. 3 triệu. Con này 32 triệu, con này không bán được đâu. Con anh lườn nóc có làm lại rồi không bán được đâu. Con này anh em mình xác định hai mấy hết, chứ còn bây giờ xe này mà xe lườn làm lại mà ba mấy thì không làm việc được đâu. Chia sẻ với anh thật. Quay như biển tỉnh với biển Hà Nội, biển ngoại tỉnh nó vẫn chênh nhau 5 triệu. Ông nói thì nói, ông Hà Nội bây giờ nó vẫn, anh em nó vẫn đi, nó phủ sóng nó rộng hơn. Tức là cái dung lượng thị trường nó rộng hơn, anh em nó chơi nhiều hơn. Đấy. Anh em phải hiểu đấy. Cũng kêu nhỉ. Thôi nói thôi, để cho 25 triệu. Anh em tính giảm xe anh chất. Có người giả em 30 rồi. Thôi bây giờ ông qua làm việc với ông chủ này chứ còn làm việc với ông này. Có vì ông nào là chủ tịch, hai ông này ra đây thì không bao giờ gặp nhau được. Có người giả 30 một, rồi. Một rừng chỉ có một con hổ thôi. Đấy. Có người giảm 30 rồi. Thì nếu không đi được về thì lại bán này. Thì tiện ra đây thì đồng chí này thì nó thấy anh này nhiều xe quá thì bảo ra đây. Ừ. Xem review của anh. Được rồi, chú ấy biết rồi. Xem anh like xe hay quá thì bảo ra đây xem có gì này, mua xe luôn. Rồi. Nếu được giá thì này mua luôn. Chú cứ đừng dắt, chú cứ để đấy, chú đừng dắt lung tung tung, chú cứ dắt dọn gọn xe thôi. Cảm ơn 911 người đang xem nhá. Con biển 62 giá bao nhiêu? Con biển 62 cộng 2 triệu rưỡi nhá. Bán vũ đoàn ơi. Honda IE kiếm được. Honda, rồi anh ấy. 3 tiền. 19, 75, mua được. 75 triệu con 29 thì em mua được. SH vẫn mua được. Nó là SH 29 ABS thì mua ngay. Bạn Phạm Thịnh. Đỗ Liêm, anh ơi có con Diêm Way 110 17 biển 22 màu đen. Đỗ Liêm mình chưa trả lời được đâu, không biết là con đấy là như nào, không nhớ. Bạn là Đỗ Liêm ạ, bạn inbox dùng hình nha Đỗ Liêm ơi. Tuấn Anh Nguyễn, các bác toàn thích 33. Ừ đúng rồi, mấy anh em này cứ thích 33. Có Minh Hoa. Có Nít Hạch rồi, mỗi hoàng kiên. Có Minh Hoa ơi. Phạm Thịnh. Giọng kiên thế này chắc hát hay. Thắm nhỉ, ok. Cảm ơn Phạm Thịnh. Trung đoàn đem giá. Bán để cho em đi anh ơi. Văn Việt không biết con xe gì. Đấy, giá thì mình báo hết rồi nhá. Ông anh xem ông anh có quyết được không? Sao chị Quỳnh quay gì? Chốt giá như thế rồi. Là bao nhiêu? Là bao nhiêu ông anh? Bảo 30. À 30, 32 đấy. Có người giả 30 rồi. Không được. Có ông nào một người đẹp, ngày đẹp rồi có ông giả xong rồi lặng lẽ ông bỏ đi. Không, còn xe của anh cũng đẹp, em nhìn xe của anh cũng đẹp. Nó bị phẩy mất mấy chỗ. Con nào? Con 518 ấy á? Con trong kia á? Con 3, con mua 3 rưỡi cộng 3 triệu rưỡi. Đây. Ôi còn xa nhau quá, còn khó chơi nhờ. Xa.
Các đại ca ai thích con xe Jim này đầu máy 88 hay không? Máy nguyên, lượn làm thôi nhưng mà xe đẹp. Nhìn nó thì nhìn nó là tươi tắn luôn. Đấy, máy vẫn nổ, cứ cho nó nổ, nổ hết xăng thôi. Tại vì riêng xăng thì riêng dòng Jim thì nổ cứ thoải mái nhỉ anh nhỉ. Đúng rồi. Đây nhà để xăng giờ nó đắt thì ta thấy nổ cho nó có quá tí. Thế nó rẻ thì mình tắt ngay, mình tiết kiệm. Mà con này là đi thì dòng này thì ăn ít xăng. Rồi. Bởi vì xăng nó đắt thì mình cũng phải cho nổ, bởi vì mình chơi nó phải ngược kiểu ấy. Nổ hết xăng thì thôi. Đúng rồi, xăng 15.000 thì mình phải mở phát tắt luôn luôn, mẹ tốn. Mẹ lâm xăng 35 thì phải cứ phải cho nó thoải mái tít. Tôi nói vui là chắc giá đây em không mua đâu. Vâng. Em mua cho anh 27 triệu anh nhá. Người ta giá thì bọn em sẽ mua thấp hơn. Okay. Căng nhất đúng không? Ừ. Bảo ông bạn đi, nếu bán cho em 27 triệu em mua nhé. Cảm ơn 938 người đang xem nhé. Đầu máy 818 Tuấn Tùng, hôm nay Jim phủ sóng hơi bị nhiều ấy, đúng không? Toàn Jim đúng rồi. Anh em cũng là một trong những đam mê mà những chiếc xe Jim. Đây là một chiếc này của đại ca lớn tuổi, ông đang dần chơi, đang chờ các bác giờ. Những ai chơi xe này nhá là những người gọi là phải nói có tầm nhìn đấy. Bởi vì là những người mà có đam mê này họ sống rất lâu. Đấy, mình theo kinh nghiệm mình đến. Toàn những ông chơi xe cổ á, toàn người sống lâu không. Bởi vì thứ nhất là cái xe nó như con người ấy. Nếu ông đi ông giữ gìn sức khỏe thì ông sống không lâu. Xe nó thôi ông giữ gìn thì nó bền hơn. Còn người thôi, ông rượu bia lắm, ông chơi bời lắm thì ông sẽ đứt nhanh. Đấy, xe nó thôi. Những người này là những người muốn kéo lại thời gian. Đấy. Con này bây giờ bao nhiêu? Đôi khi đối với tiền nó là vấn đề, nhưng mà đôi khi nó là cái cả cái tuổi, cả cái ký ức, cả cái kỷ niệm. Đấy. Em à, ông anh chắc thôi nhá. Vâng. 27 triệu chắc ông anh kia chắc thôi. Em xin phép em sang xem cái chiếc này nhá. Để cho nó xem ngó nghiêng. Cho anh nhìn ngó nghiêng chứ, bởi vì anh cũng không quyết được. Nó dở cái người chủ lại không lên. Anh nhập. Vừa mua về rồi anh. Ba rồi. Tí nữa. Đây Jim nhiều, Jim quá mẹ. Jim, cha con Jim nào. Cha con Jim nào, đây toàn Jim này. Ơi chú, đại ca lại đi gym à, đại ca lại ăn con gym này. Tại này lên nhiều gym ấy. Vẫn mua như thường, rất nhiều dân chơi vẫn mua. Rất nhiều dân chơi. Cháu có danh sách gym của nó phải hàng mét. Đăng ký mua xe gym, rất nhiều. Để 82 chú, con 82 mà chú bán này chú. Có sợ xe chú hơi xấu. Vâng, xe hơi đuối. Lên này. Chưa anh xem. Chú chờ cho tí nhá, chú ngồi đây, chú ngồi ghế đây, chú chờ cho tí. Để cháu trong nhà. Ôi đại ca chào mọi người, xong đại ca đưa giá này, ông chú. Đây chú nhìn đây. Cháu xin gắn được mic. Đây chú, vâng, chú tên gì nhỉ? Chú giới thiệu mọi người đi. Chú tên Ước. Chú Ước. Hôm nay có xe gì để mang cho Hoàng Kiên, để bán cho Hoàng Kiên đây. Vâng. Chú cháu là chú cũng đại gia đây, chú cũng nhiều tuổi nhưng mà vẫn có dự tính đam mê, vẫn cứ chơi. Đấy đấy chú ạ, cứ chơi đi. Mình còn khỏe, mình còn chơi. Nhưng mà sau này không sức mà chơi. Con này thì chắc là nó không có lỗi gì cả. Vẫn có lỗi, không so cả. Với các con khác của cháu thì vẫn có lỗi chú ạ. Không, là... máy nó thì nói chung là trực tiếp luôn. Mình đi nó không máy được vẫn nổ. Ok. Chú bán bao nhiêu chú ước? Con này chú vẫn bà báo bao nhiêu? 33 triệu. Đã bảo rồi, chưa cần nói là ba, cứ con ba nó khổ. Cuộc đời này anh em mấy con 33 rồi, rồi này thích 33 này, mấy ông thích 33 này. Không được rồi chú ơi. Lần này cháu phải kéo xuống mà chết dở. Con nào con số 3 này căng đi chú ạ. Đã đi mẹ ác ấy nhờ. Anh ơi con Jim đấy, con Jim đẹp đâu? Gym đẹp thôi, gym vừa từ từ. Học cứ phải gym đẹp. Không qua chiều để chiều. Con này nếu mà không đi nó thôi, để đi nó thì không thể bỏ nó. Dòng gym này nó chất mà chú. Dòng gym nó chất mà. 29 X3. Có tiền không có gì để mà chê. Có chứ, xe chú nhiều chú chê chứ. Cháu có chê không? Chê giờ thì cháu nghĩ là dưới 20 thì dưới 30 thôi chú. Vẫn phải là dưới 3, không phải ngoài 3 không được. À. Không được à? Không, vẫn phải là dưới 3, xe chú gì dưới 3, không là được ngoài 3.
Ờ, đây này, chú nhìn này. Ờ, thế thì thôi. Nó không ra được. Ờ. Vẫn phải là 29 mới xong. Không xong nữa. Không xong nữa. Ok. Con này có máy đúng được. Thế nó mua. Chắc là lỗ vốn rồi. Lỗ vốn. Mua nó không phải đơn giản đấy chú ơi. Nó phải là vốn phát tổng thể. Nó hồn con này thì cái máy. Nhưng mà con này nó cái thế xe của nó thì thôi thì nó cũng gọi là vậy vậy thôi. Thằng nhỉ? Con này mua 325. 325. Trời ơi, múc. Bố cứ múc làm sao, múc đi của cháu sao được. Chú nhá, cái dòng xe này nhá, nó sẽ liên quan đến tổng thể cái hồn cái xe. Cái xe nó có hồn, đây là các cái này của nó còn gai này. Về nguyên tắc. Đấy cũng dạy bảo anh em qua nhá, riêng dòng xe nhá, toàn bộ tay nắm thứ nó còn độ gai này. Đấy cháu nói qua. Đúng rồi. Không, nó liên quan đến cầm nắm. Rồi đồ nhũ này chú này, đồ nhũ nó tươi này, đồ chú bạc màu này này. Đồ này, đồ da này này, nó bợt rồi này. Đấy trục gật nó có độ nó thâm mất rồi này. Quê không, nó đều có cái tiếng nói riêng. Cái này thì làm sao không có nói quê được, cái này không cầm nắm nhiều. Ít đi thì làm sao không cầm nắm nó mòn này được. Chú ạ, một con xe, một người thợ, chú cháu mình nhá, đi quán cầm nắm. Đã bảo nó như cái bộ quần áo ấy, cái giày đôi dép mình đi ấy. Cầm nhiều đi nhiều nó mòn, bạc. Đấy. Đấy, ông nào mà đi dùng ít thì nó mới. Đấy, câu chuyện nó đơn giản đấy thôi. Thế con này máy được, đúng. Cái dòng này thì bây giờ nó liên quan đến mấy chục triệu đấy, máy là ngon rồi. Ôi giải quyết nhé, chú cháu tình thương minh thương, cháu giả chú bạn tròn ba. Đấy chú cháu mình. Thôi thủng mà chấp nhận, mình cũng sống mình phải thủng. Nhiều lúc mình phải chấp nhận thủng túi. Đấy nhưng mà. Cảm ơn anh nhá. Có xong không? Có xong không? Xong không? Anh em có xong không? Đấy đẩy cho thằng kia. Đẩy kia là bao nhiêu? Cái đấy giả 30, em bán cho nó. Em phải bán hơn được đâu rồi. Bán được sao được. Thôi chú vui vẻ nhá, cháu mua chú 30 triệu, thôi không được thôi nhá. Đâu cái mic đâu nhỉ? À đây mic đây. Vâng. Chú lấy số điện thoại chú ấy, nếu có ai ấy thì chú nháy số. À hai em Quảng Ninh, Hà Long, Biển Nhớ này vẫn chưa... Anh giả 27 vẫn chưa bán á? À. Giả 30 rồi mà em mới hai anh đâu không... 30 triệu cao. Em có 33 nhưng không được thì 31, ít ra phải hơn bên kia một tí. Hơn nhưng mà anh thì giả thế, dưới giả rẻ hơn người nhưng mà có người giả 30 rồi em giả không? Nó đếm tiền hay không nữa là vấn đề. Bác không tin em gọi điện luôn cho bác nghe bây giờ. Ở đâu người Quảng Ninh? Vâng, dưới Quảng Ninh họ mua này. À dưới Quảng Ninh họ mua nó khác, nhưng mà em chụp ảnh người ta giả giá thì khi em về thì người ta giả 24 thôi, chuyển tiền luôn. Nhưng mà anh thì giả em 27 triệu. Đấy có nói vui bán cho 27 triệu. Anh em mất công đến đây anh muốn mua cho giao dịch thành em không? Em muốn bán em lấy luôn con kia của anh, ví dụ anh kia 35 đúng không? Em thích đổi luôn, em cắt thêm 4 triệu lấy con 35 kia, biển đẹp, em thích cái biển của anh, nó rất đẹp. Con gì vừa rồi anh mua em thích cái biển đẹp. Con gì vừa mua thích biển đẹp. Biển quá đẹp rồi. 6518. Em thích biển đẹp. Ô, anh thích con xe gym được không? Đây anh em đang chốt chắc 30 triệu anh em ra đây. Đầu máy 8818. Xe nó chất đấy, xe này mà. Ừ. Nhưng bây giờ lại bán, và anh mua con này, anh bán con kia, nó chạy quanh, nhọc. Em tiến xe đây cho anh kiểm tra lại xe. Em cứ cắt 4 triệu, xích con của anh kia luôn. Không, bây giờ không có xích. Cái nào anh mua đứt con này, xong em lấy con kia cứ đến trên line, đúng trên line chấp hành. Bây giờ lại cứ bắn binh trong bộ, thế là chết. Kiểu cứ vó bè lên, thì cối đá lỗ này xuống, quá tội. Nói thật đấy vui nhá, anh em anh chỉ thích mua thôi. Bán nó là một câu chuyện. Thật đấy mình đam mê mình thích mua. Đấy, anh em đã thích con xe vừa mua cái này là vậy ạ. Ờ chừ lắm. Thích biển đẹp thôi. Nhưng mà em ơi, con đấy nó là hai biển Hà Nội, con này nó là Quảng Ninh. Quảng Ninh nó đen như than ấy. 335 rồi. 335 cộng 2, 2 rưỡi thôi anh đến cộng 2 nhỉ. 335 em vừa cộng 2 đó. Máy vẫn nổ, con này máy ăn. Em giảm giá đi con này đi. Thôi anh bảo đây thôi anh em. 33 cũng có 31 rồi đấy. Hả? À? Em 33 cũng 31 rồi đấy. Thế bây giờ là ý em thích là đổi hay là thích bán đứt? Bây giờ nó có hai hướng. Thì 31 thì em mua con kia của anh là 35 đúng không? 3 triệu rưỡi nữa, nó là 30... 36 36 36
Ba sáu ông này thôi anh cứ giải quyết ông này, cứ sang anh tổng khoảng 7 nữa là anh em vào việc đấy. Hai bên nữa tình thương bên thương. Cảm ơn anh cài mic đi, cài mic em nói cho anh em hai bên nữa, hai em nói một người nó không hay. Đấy, em bán là bán 33 nhưng bây giờ anh nói thế thì em xuống 31 triệu được thì là em không bán. Vâng, được em bán. Vì em thích cái biển, chứ còn em đang đi gym Thái em thích hơn gym Việt, nhưng mà cái biển nó đẹp quá. Con biển anh thấy nó bình thường. 66518 em thích cái 66518 à. Em sinh năm 81 mà em thích 18. À nó ấn tượng với em đúng không? Đạp con này cũng yêu ấy, con này nhìn nó cũng chết luôn. Xe cân đối mà anh. Con xe của em con máy còn nguyên mà. Chết luôn. Làm gì đâu, đi bảo dưỡng tốt. Con này của em anh nhìn cũng mê lòi mắt đấy. Con này tỉa mất mẹ tỉa sơn lườn rồi nhưng mà hơi phí. Thì xác định đi mà có làm gì đâu. Về em tỉa đúng không? Vâng, không biết nên là đang không may thì không tỉa, tỉa cả máy luôn người ta bảo. Vác đi tỉa nên là thành ra dở. Vâng. May cái máy còn giữ lại. Không ai trả lời, mấy anh em vẫn đang theo dõi mẹ bụp. Đấy, các đại ca trên này đang thích là chiến luôn. Vâng. Được thì thôi, thế thôi không mua được đâu, 31 không mua được, thôi mua con này 29 triệu, còn con kia tính sau. Cái con kia thì có giá trên này rồi, nó thật anh em, nó mình cũng phải chấp hành theo mình. Ok mình, anh. Mình cũng là thôi, chứ mình kinh doanh. Ừ, okay. Thôi anh giả em con này 29 triệu nhá. Bán anh 29 triệu, còn con kia thì đấy, còn bao nhiêu đấy anh em mình. Đi nhờ con kia. Bởi cái chốt con này, để báo giá cho anh em con này. Tí nữa anh em nó lúc nó đầu óc nó loạn ra. 29 triệu con này anh mua đứt cho em, đây bà viết giấy cho anh. 31 anh ạ. 31 thôi. Sao anh cứ cắm okay. Chìa đấy chứ em. Ý là 30 cũng xong nhưng mà em định ra bán thôi em sẽ mua xe khác nhưng mà ý là ông này 30 là ông vào khắc hai bên nó lại vào cái kiểu vào lại vẫn cứ viên bi. Tôi kiểu ngày xưa anh em mình vi vi mắt mèo hay là cứ búng là đúng cái danh là lăn là vắt là xong. Đúng vậy cả đúng. Là thủ cái khớp này. Bởi vì nó có đều có danh giới vì giá vàng nó bây giờ nó 65 một lượng là mẹ nó cứ loanh quanh khoảng 65-66 thôi, chứ ông nào 72 rồi cũng phải vẫn kéo về 65-66 đúng không? Rồi là ông trung gian ông này làm tí nữa. Úp cái mũ nhẹ lên tí nữa tiết nhỉ, xe nhỉ, mua bỏ hai vương thường tội. Thôi rồi anh em chấp nhận mua này 30 triệu, chấp nhận mua này cho anh 30 triệu. Ở đấy anh lấy con kia thì anh lấy thì em nhượng lại cho anh này. Mua là mua tư cách nhá, mua trên này nhá. Mua anh em mua tư cách luôn. Vâng, mình thắp phòng nhanh nhá anh em. Đấy em xuống giá anh là 31 đấy, mình 33 xuống. Thế thôi. Vì nó không nhỏ. Xe nó có nhiều cái điểm nó không đạt. Sự xe của anh em nó thật sự được đúng cái đầu bò đôi ra máy. Con này thì nó. Ờ vâng, anh đi nhá. Cứ đôi 1 triệu ra là 30 triệu năm. Đã bỏ vào danh như rồi cái viên. Em ra đây em bảo em bán hơn bên kia thì em mới bán, bây giờ bán bằng thì ông quay lại rồi. Này, ông mà quay lại nó nhìn trên live nhá. Bán hơn thì em mới bán. Em mà quay lại nó nhìn trên live nữa thì phải ông điên ông giả đấy, ông đến đây mẹ tôi giả ông 24. Này nói thôi cái, nếu mà đội trên nên biết đấy. Em vui mà em bảo đúng bảo hơn thì em mới bán bên này. Đấy. Không nhưng bán cho mình 3 triệu. Lấy vui thôi bán. Vào khớp rồi, vào danh rồi, đừng lấy thêm nữa, nó nhảy ra ngoài. Đúng cái viên bi nó lăn là đúng danh rồi. Luôn. 500 để làm cái gì để trên này anh em nó lộc lá tí. Gọi là nó có cái mang ra đây tôi gặp anh là nói chuyện này vui vẻ lắm rồi. Anh em nói để nói cho to như cái này. Cái là bây giờ vấn đề là em xem live stream của anh rất là nhiều rồi nên là em mới ra đây. Mấy trăm thì cũng làm gì đâu. Từ 33 xuống còn có 31 rồi, bây giờ 31 cơ đôi là hơn cho con người. Cố lên chiến. Cái live stream của anh là 500. Đấy. Không có em có ấy gì đâu. Ê khổ. Đấy. Giờ gặp anh giao lưu này là anh em xem của anh nhiều nữa em mới mang như đây chứ không ấy. Em bán 30 thì em bán lâu rồi. Bán 30? Không, em bà anh nói là 31 thì em lại giảm xuống cho anh còn 30 năm là cưa đôi cái chỗ đấy ra. Có ai thích chỗ này không? Nguyễn Văn Tây ok đâu mà xe của em đẹp mà không phải xe xấu. Đây còn Nguyễn Văn Mỹ này, đây này. Biển 14 29 triệu bác đắt, đắt mà lại lên đến 30 rồi này. Khổ lắm. Máy zin máy đẹp. Trần Văn Tây. Máy giờ kiếm con nào có như này khó. Trần Văn Tây. Cảm ơn Trần Văn Tây nhá. Ngọc Nhi Đinh. Không biết bạn mua xe gì nhỉ? Bạn Ngọc Nhi Đinh. Xuyên cây cảnh 14 Kiên mua mặn thế.
Ngô Kỳ theo dõi ông trả lời đâu? Ok, Ngô Kỳ hỏi ra gì nhỉ? Diêm Thái cao quá. Đấy, xe nó đẹp thì mình mới 30 xe một món số này là ok. Xe Diêm của em toàn đi chuẩn. Thích hơn Diêm Việt. Thật ra mấy em con xe Diêm này đẹp ấy. Đi là thoát xe. Ra đây nói chuyện hai bên không? Dạ. Ra đây mic một người nói chuyện con hai người nó lụp cùng. À, con này là được cái cục máy nó được, cái là giá nó cao, chắc là thôi anh em mua thế thôi nha. Tôi cũng cảm ơn anh em đã cũng có một cái thước video. Theo mình là nên bán 30 nha. Sợ nó vượt qua này lại nằm im này. Các cụ bảo là đắp chỗ buồn thì buồn chỗ bán. Đấy nhưng giờ đấy hoáng này rồi nhưng mà chắc gì nhưng cũng có thể là anh em nó thoải mái thì ok. Vâng. Đó, thoải mái thôi bán cho tôi 30 triệu nó thật đắt lắm rồi, căng lắm rồi nhá. Để anh em mà tiếp tục tác nghiệp, nếu mà chốt được 30 thì chốt, mà không chốt thì thôi. Vâng. Anh em mình coi lại. Vâng, thế thì anh em lại anh em ở nhà này khi khác vậy. Tại khi khác nhá. Đây mình vui vẻ không anh nhá. Vâng. Bán nó phải bảo là hơn người khác. Rồi rồi rồi. Bán nó phải lên đây là anh em gặp nhau bán rẻ hơn. 33 đây mà ra đây gặp anh vui quá, xuống 31 rồi giờ là 31 cửa đôi. Khước thì vào ngọt rồi, phố thì vào. Nó bảo vào cái khước 30 nó tròn. Đúng cái danh hõm bi của nó vào mẹ chạy giòn anh em hơi nghiêng 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 bi. Bài đâu con nào? Cứ phải 500 đúng không? Vâng, em xong em à, là thế tôi mua cho ông mất xe cho hai ông đi bộ về. Rồi rồi bắt đây. Tôi mua mất xe cho ông. Tôi mua cho ông đi bộ về ông vào viết giấy đi. Mẹ thế thì tôi gặp tôi mua. Kể cả con này để ế nhá. Nhưng nói vui thôi cũng là đã đẳng cấp xe đã. Thì yeah. Cái xe của em nó đi thích. Thì con người sạch sẽ này. Nên là hơi phải đại nên là nó cũng hơi ấy. Nhìn nó hơi đuối nhưng không xe nó đẹp. Được cái máy anh ạ. Con này máy ác. Đi sướng không? Đi nó thoát xe lắm. Đi lì lắm. Nói chung là càng đi càng bốc. Càng bốc luôn. Càng đi càng bốc đi 70-80 lên nhẹ cái lên không mà. Thế Dung cho anh em vào viết giấy đi. Ok, cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn anh nhá. Ông anh này đây mới là tư vấn này, kia chủ xe. Ngay ban đầu mình biết. Anh này về nhà có cô ở thôi thì đi với em tí mới khi ra gặp anh. anh em vào viết giấy đi. Ok. Đấy con xe này của anh em nó là đấy mua cũng vất vả đấy, nói thôi nhưng mà em coi gần đây này, này tiền này. Xe này không mua lạ không mua giỏi đâu, nhìn cái lốc máy này, nhìn yếm này. Em tủ xịn hết. Con này phớt mỗi cái này thôi. Đấy trục gật này xanh gì này. Xe nó là vuông vắn, đây này đầu bò mốc xì luôn máy nguyên. Cũng chia sẻ anh em là không mình không bao giờ mua ở đâu. Thôi anh em ai thích thì thôi mình cũng quyết con này. Con biển 14 này nhá, có ai thích không? Đấy con này để đấy mua giá này anh em cũng cố gắng kéo hết sức rồi. Em lên. Ai thích không mình cộng 2 triệu rưỡi rồi nhá. Thôi xe này nói chung là thôi thì là có đi có lại anh em, mình chọn 2,5 triệu chiếc xe này nhá. Nó thật ra cũng xứng đáng đồng tiền bát gạo đấy, cũng phải đi 5-7 năm không phải sờn món xe đâu, nhưng mà đi xe này nhá thợ nhìn phải thích. Vấn đề là đi con xe mà thợ nhìn thợ cũng thích, chứ mà đi xe mà thợ không thích là không đi. Xin lỗi chú là cũng chú chờ hơi lâu. Chú chờ hơi lâu. Vâng ạ chú xin lỗi chú là vâng. Thế cháu nói chung trao đổi chú là con xe của chú cũng vừa chú nhá. Bây giờ vâng chú chào mọi người trong đây. Giờ chú sẽ chào mọi người. Chú tên gì ạ chú? Chào mọi người nhá. Vâng. Tôi tên là Dũng. Vâng. Chú ở đâu qua đấy? Chú mượn chìa khóa. Chú ở ngay chỗ đường La Thành. Vâng vâng. Đây. Chắc cũng chú chịu khó đọc báo nghe đài để nó biết cháu đúng không? Chú xem mấy gì? Vâng. Ok, hiện tại cái xe này chắc chú mua lâu rồi đúng không? Xe là lâu rồi, xe của con gái chú. Vâng. Vừa rồi là nó mới để chú mẹ đi làm biển làm biết sang tên. Vâng. Đấy. Chú chỉ bây giờ tên này của chú rồi. Tên tất cả chả có gì sai cả. Đấy nhưng mà xe này thì cái đi nó thích không học vặt. Đấy em ăn đi xăng. Vâng. Đấy, chú các em nó bảo thôi bố đừng đi xe già để đi. Em quay vòng xe đây. Thôi bố không đi xe nữa, bố bán cho các ai hữu duyên mua con này nhá. Xe nó hồi nó gọi là vừa. Con này chú ra bao nhiêu đây chú? Chú bán hả? Vâng. Chú bán khoảng 17-18 triệu rồi đấy. Không được. Xe này của chú thì xe anh em các bác lai thù luôn. Không vâng. Được nhanh đấy. Vâng. Không, xe thì nó vào vị đâu mà vâng. Nó vào cái. Được rồi. Tất cả nó là phác thảo rồi. Nó chỉ là cái xe thôi. Vâng. Nhưng mà xe chú cháu nghĩ là đuối thôi chú ạ. Cháu nghĩ là xe chú thì dưới 10 thôi. À. Dưới 10. Dưới 10. Rất là trân trọng. Vâng.
Nó chỉ dưới 10 thôi, xe chú nó mới lắm. Ít nhất không được 12 triệu thì chú về. Nó không được, không được. Ừ, thế thôi. Đại ca, dẫy đi thì phải vội. Thôi chú cứ bình tĩnh hạ hỏa cho nó. Ở đây bao giờ thế, bao giờ cũng phải đâu bảo đâu. Cấu bác các vị kêu ai ôi và lại phải dừng ngay, nhưng mà nhiều lúc cấu bác là không đau, không đau, không đâu, đau chú nói thật mà. Kiểu đốt ấy, kiểu không phải cái chú này hôm trước cũng có người nó ở quê ấy mà. Vâng. Nó giả 12 13 triệu. Vâng, chú không bán. Giả nhưng thế mà. Nhưng mà hôm nay chú thì nói thật với đây này, hôm nay để nói riêng nhá. Vâng. Nếu không được 12 triệu thì thôi. Vâng. Chú nói thật. Thôi đúng rồi, chắc không mua được ngay ban đầu, nhìn xe của chú cũng hơi đuối. Cái máy tốt nhưng mà vỏ nó hơi xấu. Đấy được. Và lại khiến kim đốt phát là kêu ái ôi nó thôi chịu chết rồi. Thôi chắc là cháu cũng cảm ơn chú, chắc là xe này cháu chỉ mua tầm 8-9 triệu. Chú vui vẻ chứ 11, 12 là cũng bán cho anh em tiêu dùng thôi. Thế cháu cũng phải có một chút kinh doanh. Thế bây giờ chú hỏi một câu cuối cùng nhá. Vâng. 10 triệu có mua không? Không, để đấy, lấy chú. 10 không mua được. Thế thì thôi để chú về. Cháu giả chú thôi 8, ngoài 8 cháu giả chú 9 triệu có một câu. Đấy, có ai mua đây cháu cộng luôn 1 triệu, 1,5 triệu là giải quyết xong. Bán giải quyết cái đống sắt cho chú. Đấy cháu giả cho chú lại gọi là đống sắt đi, chú đi ăn cưới rồi đi đủ cái thứ vẫn cố bình thường nhưng mà thôi nói chung là thôi chú ạ, nó cũ rồi. Xe của chú đẹp nhá, 30-40 triệu rất quý, nhưng mà xe thôi chú tình cảm chú bán cho cháu chú... mang về con này chú lại mắng cho đấy 9 triệu à, cháu mua tắc bông nữa là đây chú xem cho xem nhà quý tộc nó thế cho xem đăng ký luôn. Vâng, biển Hà Nội, biển P Ba Đình, đại ca người Hà Thành ấy. Đấy, vẫn cứ nhìn đại ca vẫn cứ tít mù này, gần nghìn người vẫn đang xem, 390 mấy người đang xem này, 937 người đang xem. Thôi rồi mời ngài vào đây làm giấy cho. Đấy có ai thích một chiếc 8296 một thời để nhớ được không? Xe này chúng mua mới tinh đúng không? Hay là mua lại? Xe này không hề mua lại. Xe mua cho giúp con chú để lại cho đúng không? Con chú mà à. Đây này nó để lại cho chú mà đây là đây. Chú đi làm biển làm biết. Làm cái gì ngài, con này được cái anh em đi chợ đi làm đi ăn nhá, xe mua về cho mẹ cho vợ đi gọi là loanh quanh chợ búa ở vùng ở cái gọi là ở đi loanh quanh thôn xóm rồi phường xã là được. Đấy, loanh quanh xe vừa mua 9 triệu rồi đấy. Đây máy chạm nhá của chú. Và đây nhá, tên chú, căn cước của chú đây, Hoàng Quốc Dũng ở 25/769 La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Bây giờ ngài cũng 1950 một thời, chắc ngài cũng tham gia. Bây giờ chú nhiều tuổi rồi, bây giờ nó bảo các em nó bảo không được đi nữa. Ngài trước có tham gia chống Mỹ cứu nước không đấy? Đủ. Có đủ hết rồi. Tuổi này các cụ là. Thế gì mà cái này đúng không? Thế gì 14 này có người cọc rồi nhá. Ôi giời ơi, cảm ơn anh nào đang cọc chia sẻ bài cho anh em gái nhá. Nói thật ra xứng đáng đấy, nói thật ra mình phải cố gắng đấy. Đang trưởng cọc à? Đang báo trưởng cọc nhá. Giờ chìa khóa Hoàng Dung đang báo trưởng cọc. Ơ chú ơi. Xong rồi vào. Ơ giúp đồ xe thoải mái mà xem. Đây chú ơi, cháu lấy giấy tờ đây đây. Mời ngài vào nhà. Rồi đi. Mua cho chú 9 triệu. À cháu xin cái mic. Rồi chú chào mọi người cái. Chú chào mọi người cái đi. Chú ơi. Đấy chú xoa tay chào mọi người. Ok. Cháu mà phát đi thì chú về chú bị làm thịt. Cố bảo mẹ thế thì ông bị dở người. Ông dở không ai bảo. À, về các chị bảo là ông mua ông bán xe tôi mừng quá làm thịt. Con này mua này các 9 triệu nhá, có ai thích không? Nếu như trước này của nó là 8296 một thời để nhớ. Cốt nổi con này được cái máy ngon thôi. Xe hình thức gọi là bình thường sườn sủng được. Đấy. Đấy em quay vòng nhanh. Con 82 này. Đấy. Mua con này 9 triệu nhá, con này 82 Nhật chị ơi. Vâng, em đang mua đây, em đang phát trực tiếp này. Chị thích mua này em phải bán ra chị luôn. Đấy. Đấy. 8296 đời tem tộc dưa nhá, tem mác của nó còn zin. Nói chung là xe cũng vừa. Gọi là xấu thôi nhưng được cái máy ngon, máy đề. Ai mua về tặng mẹ rồi là tặng những người thân trong gia đình ấy. Rồi là đi các cụ nhà mình già đi về quê. Nói chung là các cụ này tiết kiệm xăng lắm. Qua đây, quăng quật thoải mái. Xe này mình mua 9 triệu nhá, mình cộng 2 triệu thôi. Gọi là bán tình thương mến thương. Đấy. Cộng 2 triệu trên này nhá, tình thương mến thương. Đấy. Là 11 triệu. Ok, nước đâu cho anh chén nào. Con biển 4 khách đang cọc đúng không? Con biển 4 này nó thật ra xứng đáng đồng tiền bát gạo đấy.
đúng không ông anh? Ông anh đi đi cùng này. Ngon xe, cân xe, xe ngon đúng không? Xe cân xe, đôi thủng sau là trùng xe đi. Tụt này bây giờ đi mua thì nẻ ngoài mà anh em là giật đồ không phải. Ok. 5 triệu. Chú cứ nghiêng ra để cháu giữ cho. Đúng rồi. Ông mẹ con này Thái nó ác đấy, nói thế thôi chứ. Có được con chim Thái này không đơn giản đâu. Cả chiếc xe này rồi nhá, chắc anh em vừa xem livestream. Đây mời em xem một chiếc xe này nhá. Đấy 82 đã có một chị đến chợ xe mua xe nhưng mà vẫn đang hiện tại vẫn đang xem. Thôi kệ cho chị xem. Nhưng mà anh em trên này chốt được là còn nhanh hơn cả người ở dưới đất. Anh em trên không chốt nhanh hơn người dưới đất. Một chiếc SH125 đời 2019 màu đỏ đen, biển số 36B729647. Màu đỏ đen anh chị em nhá, biển thì biển 36 đời 2019 màu đỏ đen. Đấy. Biển 36B729647 anh ạ. Con này mua được rẻ. Con này mua rất rẻ. Con này mua có 75 triệu. Xe 2019 nhá, SH125 mà bản ABS có 75 triệu, con này cũng rẻ quá. ABS luôn à? Thấy thiệp báo phát mình bảo mẹ con này mua luôn. Mua ngay và luôn, đừng để cho khách về luôn. Con này mua 75 triệu nhá, xe dán kín ni lông. Mình chưa cần phải xem xe, nói giá là mình mua luôn. Bởi vì nó là 2019. Xe đẹp nhá, em đọc biển số đi. Chốt biển luôn. Số là 36B729647. Em quay vào xe, em quay vào xe cho. Quay xe xuất sắc luôn anh chị em. Chỉ bán mỗi tay sách này nhá. Đấy, 2019. Con này cộng 4 triệu nhá. Quay vòng xe, em muốn quay vòng xe, đừng có đứng lờ đấy. Em quay vòng xe thật kỹ nhá. Máy móc về, máy móc thì ok, máy móc thì không phải chê đâu ạ. Okay. Bị mỗi cái tay sách nó bị xước xác một tí dây tay sách về mình có thể sơn lại. Con 82 đấy. Hiện tại là xe này đang dán ni lông kín cả xe luôn. Về không phải làm gì đâu ạ. Ờ bỏ năng ra, ta không có 82 nhà mình nhiều mà. Đây chìa khóa SH. Anh chị ơi, chị kia chị mua 82, chị kia chị mua 82 nhà mình nhiều, 82 liên doanh đầy mà. Bên mình đang bán ra chiếc xe này là 79 triệu với một chiếc SH125 đời 2019 ABS chị em. ABS luôn. Xong rồi, xong rồi. Con này là cộng 4 triệu nhá. Đúng rồi. Ok. Con này thì báo giá rồi. Báo giá con này bác đi bạn đặt cọc rồi. Đấy khách lấy có ai lên lúc đầu này đúng không? Chị ơi có anh bán gì chị cái 82 đời mới, chị thích xe 82 đời mới. Đây, con Jim này không đùa đâu nhá. Con Jim này, con Jim của nó hơi khủng khiếp ấy. Con Jim Thái này đừng đùa nhá. Con Jim Thái này nói thế thôi, nó là cả một sự đàm phán đấy. Nhưng mà mình không cho rời xe đâu. Cảm ơn đấy, có người cảm ơn đấy. Một chiếc Start. Này ai là cái người mà chở hàng này? Dành bảo cái 12 triệu. Xe này, xe một thời để nhớ. Em quay vòng cho anh, riêng cái xe này trong hình thức bình thường nhưng mà rất là ấn tượng với các bạn ở các vùng quê đấy của không bố có của luôn mình. À bây giờ không còn cái dòng này đâu ạ, ít lắm, cực kỳ là ít mà. Anh em nào mà đi xe chở hàng ấy, chở hàng mà dành những con này chở hàng, giá thì giờ êm ái, giá thì cực kỳ êm ái luôn. Biển 14K36399. Đấy, cái dòng Start này là rất bền, chở hàng cái dòng này thì siêu đỉnh luôn. Con này là mua cái giá trị lịch sử, bởi vì xe này là ngày trước là mấy bác chủ tịch xã rồi là bí thư xã là hay đi với con này đấy. Đeo bao đôi gương còn nguyên nhá, hàng đẳng cấp. Em quay đằng trước chưa em ơi? Em về trước nhìn nó mới yêu làm sao. Trời ơi, nó là Moto Start 110 đẳng cấp, hàng hiếm nhá, máy nguyên nhá. Mình mua con này có 5 triệu thôi, mua có 5 triệu thôi. Nó là đẳng cấp, đi có hơn 5 vạn này, máy nổ này vẫn nổ đấy. Xe được cái sơn nguyên, máy nguyên, tem mác còn chưa vấn đề gì. Mua có 5 triệu thôi. Con này một cậu 1 triệu rưỡi nhá, 6 triệu rưỡi con này. 6 triệu 500 với một em Start, biển số là 14K36399. Ok. Với 6 triệu 500 bằng con xe tàu thường. Định like con này bán thì không anh này lấy mất. Anh lấy rồi à? Ờ. anh về anh thay cho em cái lót biển có 18.000 thôi. Anh về anh thay cho em. Nhìn nó đẹp đấy ạ. Vì cái xe này nó không có hoàn hảo luôn. Anh chào mọi người, anh tên gì nhỉ? Em thì Giang ấy. Giang à? Vâng. Ở Giang ở đâu á? Giang ở Tân Quốc Hoàn. Ở ngay đây à? Ngay đây. Vâng. Ok, chào nhỉ anh em. Bắt tay Giang nhá, cảm ơn Giang nhá. Cảm ơn nhá. Đam mê ra con 15 ngày lại ra đổi xe. 15 ngày kìa. 15 ngày lại ra đổi xe, ok. Cứ phải dân chơi.
Kệ nó, như thế mới tiêu hết tiền đúng không? Anh em không tiêu hết tiền đâu. Bây giờ anh em nhiều tiền lắm rồi, không thế. Không tiêu hết tiền. Đấy, cứ thế. Ok, cảm ơn anh Giang nhá. Ở đây lại về mới, mình mới về một chiếc xe này. Đấy, bầu trời Hà Nội đợt này gió hơi là lộng gió. Anh ra xe đi. Chiếc Ablet 2017. Con này là sản xuất năm 2017 nhưng nó là đẳng cấp luôn, bản xe chính chủ. Chủ xe quý như vàng luôn. Chủ xe tổng huyết lắm. Quý như vàng. Con xe đấy cho bán rồi, chú chuyển đi. Lai hết rồi, xong rồi. Lai xong rồi chưa? Đây con này. 1,5 vạn. Anh ấy cứ ca ngợi con này máy ngon, anh mà ôi không bao giờ có con nào đẹp hơn, kể cả cái con bên cạnh này cũng khinh. Nhưng mà con này không nhận máy ngon thật. Con này đẹp. Ông anh cũng tâm huyết lắm. Và tâm huyết nhưng mà giá anh cũng tâm huyết cho mình. Ồ. Con này mình đẹp. Cũng vất vả xuất con này sắc nhá. Luôn. Từ 36 kéo xuống 345 là vất vả mãi. À đâu? Từ 36 xuống 34 xong xuống còn từ 34 xuống 335. Vất vả. Mình mua 33 triệu 500 con này nhá, bản 2017. Màu đen sần, màu đen 3D, màu 3D. Em quay vào ngay. Chạy 1,5 vạn nhá. Em ơi. Chạy 1,5 vạn. Máy vẫn nổ từ nãy giờ. Xe đừng hỏi tại sao, xe không dán ni lông nhưng hầu như không vết xước, không xước mấy đâu. Vài cái nốt không đáng kể. Đây nốt này mình đánh xi hết này. Mấy nốt tròn tròn chỗ này thì mình xi hết, còn hầu như dưới này chỉ một tí thôi. Xe không dán ni lông. Dòng này hàng hiếm nhá. Ờ thôi không cần. Con này. Em quay vòng nhanh. Xe chạy 1,5 vạn đừng hỏi tại sao. Đây này, yên của nó mới đét, yên vẫn theo xe nhá. Con này hơi sầy một tí chỗ này nữa. Đấy. Chìa khóa này ông lắp bảo vệ chống trộm một các kiểu này. Đây. Chìa khóa một giòm. Đây. Đồ loan trong này này đây. Số khẩu thứ đầy đủ, mình mua chính chủ luôn nhá. Đây toàn bộ quân tư trang tinh rồi là các thứ đồ. Mình mua 33,5 triệu xe này nhá. Con này anh em ai thích không? Mình cộng 2 triệu con này nhá. Xe đi 7, 8, 10 năm không hỏng đâu. Chạy nó chấm hết luôn. Anh đấy. Cộng 2 triệu đúng không anh? Ừ, 2 triệu là 35,5 triệu. Một chiếc 7, 8, 10 năm không hỏng. Một chiếc Ablet biển 29S1 63711 nhá anh chị em nhá. Anh xuống xe em kiểm tra nào. Không, vẫn chưa được, nhìn dọn này vẫn chưa được. Dọn nhìn thấy chưa. Dọn kiểu này rồi bán được xe thì vất vả. Thợ này chưa có lương để ăn. Thợ cho em bóng loáng loáng. Ủa cái này anh không đắp cái này vào. Đó hết rồi. Ni lông. Thợ nhọc, làm nhọc già rồi. Để cho bọn trẻ làm thôi. Nhưng mà nói cho dòng này cháu phải mua xe chất vào. Mua nó cứ về làm. Máy chất nhưng mà nó được tiếng thì mất hình. Quan trọng là phải được hình, cả hình lẫn tiếng. Đều, không, nó giá thì nó chỉ là vấn đề nhỏ. Đèn nó vỡ. Đấy, con này được, đã bảo được máy thì mất hình. Chất lắm, con này chạy khủng lắm. Từ đối ba tiền cháu. Không mua được, vẫn chưa nhìn được. Dọn này chứ phải là dọn này đâu, loạn quạng qua thôi, xấu chịu. Đúng rồi, phải dọn nó tổng thể. Con này phải đổ hàng triệu vào đấy nhá. Tức là mình phải mất tiền. Không được, chú không mua. Không cả xe thế này, chú không mua được. Ở dưới trong này. Đã bỏ hàng của chú là phải hàng, nó hàng tuyển. Hàng này mà cứ giá rẻ thì chú chết. Chú mà cạnh tranh về giá là chú chết. Rẻ mà nó chất lượng cũng được. Về nó ảnh, tất nhiên là máy được nhưng mà nó liên quan đến tổng. Vẫn lèo phèo, vẫn đuổi, vẫn lèo phèo không được. Con này có hơn chục triệu đấy. Vẫn chưa vuông. Mua xe nào nó phải cắt mu mới sướng. Vẫn không được cháu ạ, thôi. Hai bố con. Anh ơi, có khách đang bảo là quay lại con 8A chút để anh đi đọc. Đây. Anh nào quay ra, quay lại. Anh Quang Ngọc này này, em quay Quang Ngọc ơi, đây quay lại 82 nhá, mua về cho vợ con này, cho bà già đi ra đồng ra áng rồi đi chợ đi búa tuyệt vời luôn, nó có xe nó có đề. Đấy xe mua lại của bác cả ấy. Đầu tiên cậu đòi đống.
đấy anh em thông cảm là nhiều con xe nó đuối quá không dám mua luôn, mua vào về rồi lại vỡ mồm. Nhiều lúc cái giá nó chỉ là vấn đề thôi, những con xe đẹp thì mình mua, không phải ở đây nó ra đây khu vực này nó nhiều xe. Đấy quay em quay lại vòng đi, con này được cái máy nhá, nhưng mà cái dòng 82 nó có cái tiếng nói riêng của nó. Đây à, tem dọc dưa nhá, một thời để nhớ cúp tôm 70 đấy, biển Hà Nội. Đấy, con này chưa dọn nhá, anh em có nhu cầu dọn thì mình dọn cho. 11 triệu con này nhá, không mà cả đâu, đừng mà cả đâu, không bán đâu nhá. Cái con này được cái máy, máy được, chạy nó thôi là dòng này trông đơn giản, nó bền lắm. Con này mình mua chưa? Bền khủng khiếp, mua rồi, xong rồi. Mua xong rồi. Ở trong này trong có, đây vào đi vào này. Mời mọi người vào trong này nhá. Mời tất cả anh chị em đang xem live stream vào trong nhà xem xe. Đây, con 6518 này, con này mấy em cũng máu nhưng mà chưa thua. Có một anh em ở Quảng Quảng Ninh nhưng mà bảo em thích biển nhưng mà chưa thua. Bây giờ mình cứ mua thôi, chưa cần phải bán. Con này 21 đi anh. Ừ, con này 21 đẹp nhỉ. Màu trắng đẹp nhỉ, con này. Con này mới về anh ạ. Con này anh em chỉ thích bán anh em trên live này để chia sẻ cho phát cho nó máu. Bán anh em trên live này sướng, mỗi cái anh em chia sẻ phát nên là sướng. S21 à, biển màu trắng này, đời hay ở biển 29H231547. Con này là xuất sắc, con này mới, con này 2021 anh ơi. Xuất sắc, màu trắng, 2021. Đi vào coi em kiểm tra cho anh. Con này có 532 km thôi anh ạ. Con này là đất đấy nhá. Mới này mà. Con này nó mua vào 68 triệu rồi. Con này cộng 2 triệu rưỡi nhá. Con này là mua 68 rồi, mới đắt lắm. 70 triệu 500. 70 triệu 500. Với một chiếc SH màu trắng đời 2021. Biển số là 29H2. Em mọc cà phê xong chưa nhỉ? 31547. Trong này rất là đông khách này, trong anh em văn phòng nó cũng đang đông kín. Đấy, anh em các đại ca vẫn mua bán mua. Đấy, đi vào đây, mời mọi người vào đây nhá. Lại tiếp tục trong này. Đấy, con xe màu cà phê đầu hôm đã mình bán rồi, mình đặt cọc, anh đặt cọc này. Anh có xem trên live này anh sẽ biết này, xe mới em dọn mới đét này. Đấy, bộ phận văn phòng liên hệ với anh ấy. Mình bán con này có 30 mấy triệu, con SH màu cà phê bây giờ nhìn nó đẹp thế này mà. Này, có mọi người xem mình bán có 30 mấy triệu này. Xuất sắc nhỉ. Đấy, mình bán ra nhé, lúc đầu mua thì nó nhìn nó bình thường nhưng bây giờ thực tế này nó mới này mà. Mình có dịch vụ dọn xe nhá, đẹp lắm. Đây này, cả các thứ, tất cả chọn gói có vào, con này có 40 mấy triệu. SH150 màu cà phê. Đây, lúc đầu thì mình mua thì nó bình thường nha, anh em dọn lên. Đẹp lắm. Đấy, có ai thích thì dặn mua nhá. Con này mình bán ra có 40 mấy triệu đấy, cả tất cả công dọn có 40 mấy triệu đấy nhá. Nó là đẳng cấp. Chơi thoải mái mà bán con vẫn có lãi này. Đấy, trong này một số xe gym này, anh em một gym với một em like lên phát. Ok. Ừ. Anh em đang qua, anh em mình like cọc nhiều quá à. Đây đây, con ui, con ui em ơi, con ui này đi. Con ui S nhá. Ui S này đi, con ui S biển về nhá, về nhá. Cảm ơn nhá. Bao nhiêu? Đây cho nào, vào đây nào. Xin lỗi mọi người nhé, có chốt không? Anh tưởng máu là dân Quảng Ninh. Quảng Ninh nói là phải đi đâu mới làm. Rồi, bây giờ nhá, xe đây anh mua là 32 rưỡi rồi đúng không? Anh cộng là 3 triệu rưỡi, nhưng em anh cộng cho em 3 triệu, được chưa? Em chơi thoải mái, chán thoải mái, anh ra đấy, anh mua lại cho. Đấy. Đấy, hàng nó là Hà Nội. Chốt đi anh. Nghe tiếng nổ em sướng. Chốt đi anh. Chốt 4 triệu 34 rưỡi không được hả? Phải rơi được 2 triệu, ít quá, buồn xe gym không bằng con xe ôi. Vâng, cảm ơn chú nhá. Dạ, chú mua còn con đẹp vô cùng chứ mà sợ con dâu chú không bán. Vâng, chú bán cho cháu nhá. Chú sẽ gửi ảnh cho cháu. Vâng, vâng ạ, chú gửi ảnh cháu nhá. Cháu thích đấy. Cảm ơn đại đại. Mai em quay lại, mai em quay lại gặp bác. Ê, vẫn chưa mua được đâu. Rồi, yên tâm nhá, mai gặp nhau nhá. Anh em thế thôi, vẫn còn non gan lắm, lại này nhá. Không cần phải bán, nằm im đấy, chưa cần phải bán. Anh đang hỏi con SH này quay kỹ. Nói thật, anh dân chơi thấy cậu 2 triệu xuất
của thì chưa chơi được, anh em chưa chơi được. Anh em quay kỹ lại một lần cho anh em vừa xem. Thôi bán rồi. À, bán rồi à? Ôi, okay. Anh ơi, xe này bán rồi anh nhá. Một con quay F màu trắng bạc đời 2011, biển số là 29B107393. Xe này rẻ thôi anh em ạ, rẻ thôi mà chất lượng cực kỳ luôn. Đời 2011 chạy 1.8 nhé anh chị em nhé. 2011. Xe... biển số 29B gì? B107393. Thằng phết tìm con này, tìm lòi mắt đấy. Tìm con này xong này. Con này nhớ không nhầm là con này mua nhá, là mua 8 triệu rưỡi hay bao nhiêu ấy? Mua 8 triệu rưỡi bán là tầm 9 triệu rưỡi. Đấy. Con quay à? Long mua đúng không? Chắc 8 triệu rưỡi 9 triệu. Con này ai quan tâm thì đấy, nó tầm khoảng 8 triệu rưỡi 9 triệu đấy. Con này đi. Một chiếc Liberty, à quên, xin lỗi, LX IE này, biển 36B1536 36. Ui, biển đẹp chưa? Biển nhá, biển 36B1536 36 nhá anh em. Biển ai Thanh Hóa, biển Thanh Hóa đúng dọc đi lặp lại. Biển gánh nhá. Biển gánh luôn. Biển 53636, con này phải nên để về Thanh Hóa, không thể để ở đây được. Đúng không? Hơi phí nhỉ. Xe dành cho dân chơi, biển đẹp nhá. Biển hoa đấy. Quá khủng cái biển này. Con này có người đặt cọc rồi sao? Con này mình bán 13 rưỡi nhá. Mình thấy vàng vàng này. Hà Long ơi, sao có vàng vàng này, sẽ có người cọc đấy nhỉ? Vàng này có người cọc, kiểm tra lại nhá, thấy có, mình thấy có vạch rồi. Cọc mà không thấy đấy. Đây, mua 20.700.000 này, cứ giả 21 triệu khổ, được có 300.000 mà cũng không dám bán. Mỏng quá. RSX rồi, đẹp nhá. 2022, mới đi 1.000 cây. Đừng hỏi tại sao. Mua 20.700.000 rồi cộng 1.500.000 nhá. Mà các bác cộng của mình có 300.000 thì làm sao mà cộng được. RSX đời 2022, biển số 29C195367FI nhá anh chị em nhá. Xuất sắc luôn cái loại này. Cộng có 1.500.000. Mấy đứa bên cạnh đây là một dừng xe tim nhá. Đang... xe tim đây có một chiếc xe OEA chưa đổ xăng, có một anh cũng đang dặn mua. Đặt mua, bây giờ mình mới nhìn cái xe này, mình mua trên không. Hải quan. Đời 2016 ạ. Xe chưa đổ xăng nhưng mà xe này có khách, có anh ấy dặn mua rồi. Để anh kiểm tra lại xe nào. Ôi anh chạy xuống rửa đấy, bụi mù hết rồi. Xe này chưa đổ xăng nhá. Xe để quá lâu rồi. Ôi anh pha chưa đổ xăng. Ôi để lâu mà không lau dầu nó xịt hết, này phải cho rửa qua chứ. Xe chưa đổ xăng này. Ok anh Đông Dung nhá, anh Đông Dung thích cái con biển bạc. À, giúp em nhá, bọn em sẽ chuyển về tận tỉnh cho anh. Con biển 36, em ơi, con Jim Việt này, em kiểm tra. Ở đây sẽ đào những số xe ra đây, những chiếc xe màu trắng này đặt cọc này. Có những anh em mà không xoay được tiền hoặc đổi xe khác lại dỡ cọc ra, lại bán tiếp. Okay. Đấy. Anh em lưu ý những ai mới thích Jim dòng xe cổ thì qua đây nhá, thì tập trung vào vụ này. Một chiếc xe Jim Việt Nam đời 2011. Biển số là 29B102293. 02293, đời 2011. Những cái dòng xe này thì bây giờ nó ít lắm. Đường nổ máy, không còn nổ máy. Trong này mùi lắm, mình không nổ máy. 29 đâu? 29B102293 anh ơi. 0293. 0293. Con này 2011 nhá. Con này mình mua cũng căng tay đấy nhá. Con này mình mua 24 triệu rồi. Cộng 3 triệu là 27 triệu nhá. 27 triệu. Con này máy nguyên nhá. Xe đẹp. Nhập vào 24 triệu rồi. Rồi ok. Con trong này em ơi, em đọc anh con này. Con Jim trong này đây, những con trắng trắng này là cọc. Đây con này. Con Jim này là biển số là đời 2011, cũng Jim Việt Nam đời 2011, là biển số là 29Y309449. Ôi con này đánh. Con này của bạn Thước Sóc Sơn mà con này rất là tai tiếng mà vẫn còn nguyên này. Rất nhiều anh em thích cái con xe biển thích con này mà cùng là cũng bị không, bảo là có người cọc xong anh ấy bỏ cọc này. Con này rất tai tiếng của bạn Tước Sóc Sơn nhá, bạn ấy có hàng trăm lượt follow cái xe này. Đây con này quá là đẳng cấp luôn. Máy nó thì mình kết cái máy vô cùng. Hết xăng nhưng vẫn phải cho nổ. Mình nghe tiếng nổ mình biết. Đấy mình nghe tiếng nổ mình biết, con này là hiện tại thôi em không nổ nữa. Con này hiện tại đang bị sục kim phu buji luôn rồi. Con xe này là mình mua là thôi rồi, con này hạ giá nhá. Mình mua cái xe này của bạn Tước là mua hôm nay là mua 26 triệu nhá, cộng 4 triệu con này. Hôm trước của mình cộng 3, mình bán 31 triệu, bây giờ mình hạ giá. Bán 30 triệu con này nhá, con này chấm hết luôn, không phải nghĩ. Nó thật ra bản nó 2011 nhưng mà nó là chấm hết, nó thật quá đẹp luôn.
Con xe này là rất là tai tiếng con này này. Một chiếc xe Jim đời 2011. Máy nó là khốc liệt luôn, em quay cục máy này. Nhìn này, máy mới đét luôn. Này. Máy Jim nhưng mà chưa bắn sơn này. Cục máy này mới tinh luôn. Đây. Xuất sắc. Em nó là 2011 đấy nhá. Xuất 30 triệu con này. 30 triệu với chiếc xe Jim biển 29i3. Ai xem cái video này sẽ biết bạn Thước bạn ấy quý xe như này nhường nào. Bạn này nhá, cái xe này nhá. Em lên đang lên. Ở đây là cái xe này nhá, cái xe này của mình là mình đăng trên TikTok ấy, là có một bạn người bạn ấy đang là chủ xe. Bạn đang ở trong bộ đội, bởi vì bạn đi bộ đội, bạn ấy bán cho bạn Thước. Thì bạn Thước bạn ấy bạn bộ đội, bạn ấy nhìn thấy con xe này bạn ấy ôi lại nhớ đến em. Bạn ấy comment ở trên mà rất là nhớ đến em này. Và lại nhìn thấy xe lại nhớ đến em, lại muốn về với em, nhưng mà bạn ấy đang làm, bạn đang ở trong lính bộ đội. Ai mua con này mình thấy là đảm bảo chuẩn luôn. Một chiếc xe Jim Thái. Một chiếc xe Jim Thái đời 2002, biển số là 29R90911. Con này hôm trước em có thấy anh em hỏi nhiều lắm đấy. Con này mình bán là con này mình mua 17 triệu nhá, mình cộng 3 triệu. Bán 20 triệu con này, đầu máy 823. Được, máy. Khủng luôn. Mình mua 17 triệu rồi, cộng 3 triệu con này rồi này. Ok. Tiếp theo con ZX này. Con ZX đời 2005 vừa tiền này, vành đúc màu đỏ đen, biển số là 29V5 6021. Một chiếc ZX màu đỏ đen, vành đúc. ZX chưa có nhìn thấy ZX nó nằm chỗ nào trên. Con này em nhớ không nhầm nó là rơi vào 12.600.000. Con này anh nghĩ không bán được 12.600.000. Vâng, con này không bán, nó giảm giá đi. Anh giả giá thì giảm giá giật mình luôn này. 21. Con này 12.600.000 nằm đây cũng mãi mãi không bán được. Ông nào mua con này đuối này. Con này thôi cứ giải quyết bán đi 10 triệu. Không anh ơi, đây. Ông đây, nào mua con này? Con này lại đang báo là 12.500.000. Đó. Con này bán con này bán 10 triệu nhá. Trời. Bán thanh lý 12.700.000 mà không ai mua đâu. Bán 10 triệu con này. Bán cho nhanh, mua 9 triệu bán 10 triệu. 12 triệu mấy trăm chờ đến bao giờ? Chờ đến Tết Tây cũng không okay, bán. Ok, một chiếc xe ZX biển số 29V5 6021 anh chị em ạ. Mà ZX luôn nhá, vành đúc nhá, 10 triệu. ZX nhưng con này là kiểu nó là uây đỏ cò nâng ZX. Đấy. Con này. Chiếc Dream biển 29 đấy 2013 đấy. Đợi 29i3 13455. Xe Dream Việt Nam đời 2013. Con này tưởng qua người cọc cọc rồi nhỉ. Xuất sắc nhỉ. Hôm qua tối qua mình like mà tại sao có người cọc mà sao vẫn còn đây nhỉ. Alo. Anh xem nào. Con này có người cọc rồi. Con này bán cho một bạn khách quen nhà anh rồi. Ồ thế à. Em tí nhớ dán cho anh cái này nhá. Con này mình bán 35 triệu rồi mà. Thế các bạn ấy phải dán vào mới được. Không? Con này 2013 anh ạ. Ừ, con này cọc rồi mà. Hôm qua cọc bạn khách hàng quen nhà mình rồi. Bạn chỉ cứ thích thì bạn thích thôi. Đấy con Future này vẫn chưa có người bán này, chưa người cọc này. Future. Cái này dành cho các anh em ở miền trong thích cái dòng Future này lắm. Future máy nguyên. Đây là 7, em nhìn cái đầu bò. Ôi trời ơi, cái đầu bò nó là đẳng cấp luôn. Chứ cái đầu bò này nhá, vành bánh này, đẹp. Con này mất cái đít bô này, đít bô xấu. Máy êm, máy chất, mất cái đít bô này. Con này phải về thay bô. Đấy. Mình bán con này 12 triệu nhá. Con này mua 10 triệu rồi, cộng 2 triệu. Cái này bán em một vùng trong hơi hở của bô tí thôi. Hở tí của bô thôi. Máy nguyên, máy êm. Đấy đằng chơi các thứ tem tổ thứ cũng được, nhìn trông được vậy. Đây trông cũng đều. Đẹp nhá. Con này mất một cái bô tiếng nổ lè phè này không hay. Thế thôi. Biển Hà Nội. Biển 14. Mình bán 12 triệu con này nhá. Chiếc LX này đi anh ơi, chiếc LX màu đỏ. Hàng ngoài này. Ăn. Con gì? Rồi, rất nhiều cái LX trong ấy. Rất đúng rồi. Đi mày. Bây giờ con đi mày hôm qua là rất là tai tiếng, mình cũng là người trực tiếp like con này mà. Bão Jim. Mấy chục nghìn người xem mà cũng chưa có một khứa nào đến mua con này. Bão Jim một chiếc xe Jim biển 30K4 2195. Đời 2009 đến 10 anh. Đời 2009 hôm qua mình mua nhá, có like trên like con này mình mua 14.500.000. Mình cộng 2.500.000 con này là 17 triệu, có ai thích không thì mình mua. Máy nó là đẳng cấp luôn. Em đạp được. Có một anh em vừa hỏi xe Jim tầm 20. Mình bán cái này 17 triệu nhá. Đấy. Cảm ơn 593 người đang xem nhá. Đó. Để em có 82 em chốt luôn.
Hiếu Nguyễn mà không biết để chốt cho bạn góc nhé bạn ơi. Chào 595 người đang xem. Trần Thái rồi đấy, cháu ra 52 chùa Hà lấy xe để nhà nhiều xèng mà cháu cứ bảo thế. Mai chú đưa cháu ra có 60 củ là được rồi, ok. Bạn chào, cảm ơn bạn thân mạnh nhá. Hiếu Nguyễn, thằng Nguyễn Hiếu. Em dừng đừng nói nữa, để mình anh kia nói thôi. Nghỉ vẫn cơm. Con gì anh kia. Nghỉ vẫn cơm, nghỉ thôi cơm, ok. Lát nữa mình nghỉ. Con gì mẹ anh Nguyễn Văn Thục anh ấy đang hỏi còn không? Còn con gì mà đây, con gì anh đang ngồi luôn đây này. Đây con gì mà còn đây, em quay kỹ cho anh. Đấy. Cảm ơn 600 đến cháu người đang xem nhá. Nguyễn Hiếu gửi số tài khoản. Anh Nguyễn Hiếu ơi, số tài khoản của bên bộ phận kế bên văn phòng phục vụ nhá. Số tài khoản của mình là 6252818. Đấy có nghĩa là số tài khoản Hoàng Trung Kiên ngân hàng ACB nhá, nhưng mà nếu mà đã ấy phải inbox trước không có sợ mọi người bắn vào rồi là bị nhầm hết. Đấy tại sao mình vẫn phải ấy. Số điện thoại của mình là số như số nhà luôn nhá, 62 chùa Hà này, 52 chùa Hà này, các bạn nhớ. 6252818 tên là Hoàng Trung Kiên. Tài khoản ACB nhá, ngân hàng ACB. Các anh đang đấy là tài khoản doanh nhân ấy, được ngân hàng tặng miễn phí đấy. Các anh đang báo chốt 82 dầm dầm, không biết là anh nào là thằng người thắng cuộc trong cái mấy con 82 này đây. Đây nào bắn nhớ số tài khoản nhưng còn nhớ là phải inbox trước nhá, để em khóa cọc. Không có thì chồng với nhau chứ. Chồng với nhau đấy ạ. Anh em cãi nhau chứ. Con Rim 16 triệu được không anh? Con Rim này anh đang Lê bán. Lê Đinh Thái, anh cho anh xem Rim 60 triệu. Đây con Rim biển thứ 9 này em bán còn không? Con em bán 80 triệu, con này có người cọc rồi nhá. Con biển 99 này, con Rim Việt thôi. Không có được. Đấy con sắc. Này 17 triệu này. Đây con Rim này, con này cũng rất là tai tiếng này. Lúc mua được máu lắm ấy, bây giờ là đấy. Con này mình lượt like lên bao người dặn mua, cuối cùng ông nào ông cọc mất. À, anh nào anh cọc xong cuối cùng anh ấy lại bỏ để em một mình bơ vơ đây. Mình mua này 33 triệu nhá, cộng 4 triệu nhưng bây giờ thôi hạ xuống, cộng 3 triệu rưỡi thôi. Em nó sản xuất năm 2010, nó là chấm hết, đừng hỏi tại sao. Lốp còn nhá, con này lốp trước còn luôn. Đừng hỏi tại sao nhá. Xe nó là chấm hết luôn. Bởi vì có một anh ấy cọc rồi, nhưng rất nhiều người thích cái con xe này. Ở trên TikTok mình con xe này hàng trăm nghìn người xem. Rất là thích, nhưng cuối cùng lại anh ấy muốn lấy anh lấy cô làm vợ, nhưng bây giờ anh ấy để bỏ em bơ vơ giữa dòng đời này. Em ơi, em quay vào đây cho anh nhìn này, vài máy trong nan, nhưng mà nói thôi không sao, chuyện nó đơn giản. Này, vàng chóe. Con này lốp trước còn nhá. Này, lốc máy này, zin nét này. Đấy con này mình đánh xi đầu bò thì ôi giời ơi luôn. Nó là đẳng cấp luôn. Con này để về mình sẽ đánh xi đánh bóng rồi bóc cái kia ra. Thế xong rồi mình sẽ bóc. Biển 330L. Con này mình bán 36.500 nhá. Tiếp đến con này. Đấy em nhìn cái đầu bò, em nhìn cái lốc máy. Cái máy xịn đấy nhá, không bị tỉa sơn mà nhìn nó gớm này mà. Đầu bò này, em soi này. Soi gần vào. Sợi ơi. Trắng nõn như ảnh lốp vẫn năm 2010 nhá, vành bánh tông đan vàng chóe. Pha đèn mặt trước này. Xe này càng để càng có lãi, không mà lo kẻ để một năm nữa không lo. Đây, tiếp theo chiếc xe Rim đời 2013 này. Toàn đợt này nhà mình bão Rim nhỉ. Mà anh em vẫn cứ dầm dầm mà. Nhưng mà Rim phải Rim đẹp cơ. Rim đâu? Rim mông, Rim má, Rim vớ, Rim vẩn. Toàn là xe Rim xuất sắc thôi. Rim mình đây có toàn hàng đẳng cấp. Rim đấy mua mà trên nhau 500 nó phải cố mua, mẹ con về mất thì chết mình. Hàng con biển 14 ấy. Con đấy mà ông nào lom dom là vẫn đi không làm việc được đâu. Hàng đẹp mình phải có phải nói chung mình mua phải thoáng tay mà thế. Mình đã là người biết chơi xe mình phải máu. Đừng có nghĩ 1-2 triệu tính làm cái gì. Con này chạy 4.4 đúng này, em đọc biển số. Biển số là 29S1-35309, đó 2013. Xuất sắc, chạy hơn 4 vạn. Chạy 4.4. Em nổ máy. Màu nâu tháng 12-2013 nhá. Xuất sắc. Máy. Con này vào 53 triệu nhá, cộng 5 triệu con này. À, vào là 33 triệu rồi. Cộng 5 triệu con này nó thật ra xe xứng đáng đồng tiền bát gạo đấy. Nhìn này, mọi người nhìn mình bỏ ra 33 triệu này. Này, lốc máy này. Mẹ trắng nõn là non ông nào mua con này để chơi cũng đã sướng này. Này, nhìn này, đồ này. Mẹ cứ trắng nõn là non. Này, bánh bánh trong nan này. Tôi bỏ ra 33 triệu ông vòng đây. Xuất sắc luôn. Tôi bỏ ra 33 triệu, tôi không vứt tiền qua cửa sổ đâu. Anh em, ai, lọ này này, cho anh em chơi luôn. Rồi, trắng nõn. Tóm lại là xe này không có lỗi. Cháu lấy cho cái điện thoại hết pin mất rồi.
đấy, nó đẳng cấp. Em sao em hai máy làm cái gì, em đưa một máy đi. Đây một chiếc Future này mình mua 27 triệu nhá, chạy có 26,000 thôi. Xe này cũng là đẳng cấp luôn, xe này nó toàn để không anh cũng để ở chung cư, mình về tận Thường Tín mình mua cái này nhá, nó đẳng cấp này. Em nhìn này, vành bánh trong lăn vàng chóe. Em quay gần ra. Trời ơi, mình nhập 27 triệu rồi nhá. Đây, đầu bò này, lốc máy này, bây giờ ơi, này đầu bò mới cứng, lốc máy cứ như sơn lại, nói chung là xe này như kiểu xe vừa sơn lại. Hôm nay trước giới định này 2020 anh từ Thái Nguyên xuống, phải lúc phanh điện chạy khoảng 2 chuẩn. Bao tiền? Đấy, đỏ đen mở cốp ở trên 16 triệu điện 20. Đúng rồi. Cùng sổ khẩu. Mua được. Cùng sổ khẩu 1 triệu khoảng xin. Rồi ok. Đấy, xin. Đấy con này nhập 27 triệu nhá, có ai thích không? Em quay cái đầu bò em ơi, em có lách vào đây em quay cái đầu bò. Đây, chị đẩy chứ, ui giời. Không phải đẩy, đây này. Ui giời ơi, đầu bò đây, đầu bò đây. Máy nguyên nhá, đầu bò vàng chóe. Con này nhập 27 triệu nhá. Thuê xe mất 2 triệu. Là... Thuê xe 2 triệu là 29 triệu, con này cộng 4 triệu. 33. Đấy, có ai thích con xe Future này một thời để nhớ. Đây là những chiếc xe một thời gian khó nhá. Vẫn một con xe FF này. Được, em đọc biển đã. Ừ. Cho chiếc Future bán ra 33 triệu, biển số là 29T39727. Đời 2004 nha anh chị em nhé, xe xuất sắc nha, luôn. Bô trắng non, vành bánh trong lăn vàng chóe. Đừng hỏi tại sao. Xe này đừng hỏi tại sao luôn. Đấy. Đây, lốc máy này. Thật sự ra bỏ đồng tiền đấy, nhìn cái đồng tiền nó thật sự là xứng đáng. Con này chạy 2.700 cây. Vẫn cái câu chuyện để nói, mình trước mình bán 41 là xuống 40 triệu con này. Xe này là dành cho anh em xe siêu tầm. Đây những chiếc SH này. SH này. SH này. SH này em đọc SH này đi. SH. À đọc con SH này. Con SH là biển 29S190128. Đời 2009. Đời 2019 màu 25. Mình bán 88 triệu nhá. Mua 84 rồi, cộng 4 triệu. Mua 84 cộng 4 triệu. Đây em ơi, con tôi còn này mày còn. Xuất sắc mua. Đời 2010. 2010, con này qua xuất sắc này này. Anh chị em nào đang thích em cái dòng Ablet này. Ablet đời 2010 này, 2011 form cũ của Ablet nhá. FI máy khủng bố, kinh khủng, máy kinh khủng luôn nha. Biển số là 34P90259. Con này mình mua là 19.500.000 nhá. Riêng cái xe này mình cộng 3 triệu. 3 triệu con này đẳng cấp luôn, đừng hỏi tại sao. Ok anh Trần Thịnh nhá, anh Trần Thịnh chích chốt con đợt im lít 09 này. Chuyển cọc giúp em nhé. Đây con Jim biển S đã đẳng cấp đấy nhá. Con biển S đấy là anh em giảm giá đấy, nó xuất sắc đấy. Đây mấy mô đấy, 31 ba mủng toán lại mớ không tính tiền. Bạn này nhìn trong xe nó ra gì luôn. Đấy anh Trần Thịnh nhá, anh Trần chốt cọc cho em nhá. Cọc cái nhau, cọc nhiều nhá, cọc 2-3 triệu, cọc triệu bạc này ít quá. Mời anh Trần Thịnh chia sẻ bài cho em gái cho máu nhá. Đây con này 2022 này, 1000 cây. SEA Games 2022. Xe này của bóng đá nhá, biểu tượng của bóng đá kỷ niệm Bắc Hang Seo này. Đây Bắc Hang Seo này, văn kỷ niệm bóng đá SEA Games 22. Đấy. Honda kỷ niệm, dòng này không sản xuất nữa nhá. Không sản xuất mà. Không sản xuất được xe này nên mà để giữ sau này mới giá trị này. Hãng không sản xuất nữa. Biển số là 29H232743. Con này chính chủ vân tay mình mua trực tiếp luôn. Con này mình mua 21 triệu nhá. Chạy 1000 cây nhỉ, 1000 cây. Xuất sắc. Mua 20.500.000. Ok. Mua 20.500.000 cộng 1.7 con này nhá. 1.7. Đây con Future này. Cảm ơn anh Trần Thịnh nha, anh Trần Thịnh chốt con Con Jim anh lấy được mà, con Jim ngon mà. Jim 09. Cái con còn cái con anh Hoàng Tuấn đang mặc kia là 16 triệu. Con nào 16 triệu? Con kia con về sau mình chốt. Con 14.5 16 triệu được 1.5 triệu ít quá thật buồn Jim mà anh em cho không khác này. Mẹ thật ra anh em mua đầy con khác là nhàng có 1-2 triệu. Con xe Jim mang tiếng Jim Thái với Jim Việt này, được tí thì không bó. Đây có chị đang muốn quay con SH1. Đây em chốt mấy con này đi, giải quyết mấy con này giải phóng cho nhanh. Ok, ai thích chiếc Future 1 này. Lại Future 1 2003-2004 này. Biển số là 29T19400 này.
Dạ, ở đây là nó vào bên xe máy Hoàng Kiên nó là xuất sắc rồi. Con nào mà không xuất sắc anh Kiên cũng nói luôn. Mà không mua luôn ạ. Con này máy chạm rồi nhá. Con này mình nhớ mình mua con này 13.500.000. Hôm ấy anh ấy đòi 25. Thế mình cũng giảm, mình giảm vui thôi. Giảm 11, 12 xong 13. 13 rưỡi mua con này thôi, mình cộng 2 triệu con này. Là 15.500.000 nhá. Với một chiếc xe future. Bố này bố đến bố đòi 25 triệu. Bố tưởng là ngon nhưng mà rất là cũng được. Mình mua 13 mấy, nói chung để anh em đi lại được. Cái này máy chạm nhá, nhưng mà máy máy cũng đẹp. Hay sao không nổ nhỉ? Để trong nhà. Đấy. Máy chạm rồi nhưng mà giá cũng được, cộng hơi cộng 2 triệu thôi. Con xe này cũng nhìn cái này phải cho đi sơn. Tí bảo hợp cho đi sơn qua tí. Xấu. Quay, đọc đi. Con này con quay Alpha G ngày trước ấy. Đầu nhỏ đấy, biển 29U62328. Máy đen. Xe luôn. Đang tìm đây này. Con này anh quen con này em có thể hôm mới nhớ là bao nhiêu nhỉ? Con này mua 10 triệu hay bao nhiêu nhỉ? Em kiểm tra trên máy cho anh. Cho em xem con Dream biển 17 triệu đi anh ơi. À 17 triệu lát nó quay lại. Lát mình quay lại nhá. Em có thể quay đây cho. Cái con quay này thì anh em ai đang thì con đấy là bán thôi, bán 11.5 bán đi. 11 triệu con. Đây con Jim này, Jim 17 triệu đây anh em ơi. Đây bạn tên gì nhỉ? Bạn đây. Đặng Hùng anh ạ. Đặng Hùng ơi, đây, quay đây, con này được cái lườn nguyên này. Lườn nguyên, sơn nguyên. Gia côn hôm qua mình tả rất là kỹ rồi, ở cái TikTok mình quay kỹ, đây được cục máy rất đẹp này. Chế chủng nó còn zin, đầu bò nó zin. Đầu bò zin nhưng máy chạm nhá, chạm nhẹ. Đấy, mình mua 14.5. Cộng 2 triệu rưỡi con này. Anh em cọc cọc luôn đây này. Vành bánh tâm nan giảm sóc vẫn zin, chứ không phải đu đều đâu. Đấy máy nổ thì thôi rồi luôn lượm ơi. Đây. Con này em đạp nổ máy, con máy nó thì khốc liệt luôn. Máy êm thút thít luôn này, thút thít. Đấy. Nó là thút thít. Đấy. 17 triệu vừa xong anh chốt 17 triệu, các bạn đang hỏi 17 triệu, các bạn đang trả 16 triệu. Thực ra là những cái dòng xe này bên em like ấy thì là giá cũng tương tương. Mình bán trên này hầu như mình bán, mình tính toán bán hợp lý cho anh em yên tâm, không ấy đâu. Mà future đây, future đây, đây Quỳnh ơi. À đây biển 14 thì em, kia, biển 14 con Future Neo. Future 14, Future Neo kia. Đó, ok. Đây con 17 đi, chỗ bán đồng. Cảm ơn anh em vừa xong xem like của hai anh em mà đã nhiệt tình và đặt cọc luôn. Đó. Một chiếc Way Alpha máy trắng. Biển 17K30367. 0367. Con này hình như em nhớ cũng không làm, hình như cũng 12.500.000 thôi. Anh khó dùng cái này của em quá. Cái này lừa mẹ nó mang cái này. Cái máy chị Quỳnh ơi, đây chị, do chị này, chị không sạc em hết sạch pin em giải chị này. Đây đúng không? Đây làm dùng được mấy phần trăm. Lần sau là vất vả đấy, không được với em nữa. Ok ok. Có một bạn nữa lại muốn xem lại cái con Jim biển 991 kia. Biển 77, ôi biển 77 đây đúng không? Đặng Hùng để em chốt. Ok anh Đặng Hùng nhá, anh Đặng Hùng mà đang 17K3 máy vẫn nổ êm nhá, 12 triệu. Bán cho nhanh. Ok, anh Đặng Hùng. Tóm lại là bán con này 11 triệu đi. Nhá. Ok. Không có vống lên làm gì, con này bán 11 anh triệu. Anh ơi, anh Đặng Hùng đang chốt con này rồi. Anh cảm ơn. Cảm ơn anh Đặng Hùng nhá. Anh Đặng Hùng anh em chia sẻ bài cái cho tít nào. Dung ở đây và xem lại. Con Dream biển 90911. Dream Thái đây anh ơi. Em nhớ không nhầm là con này 0911 đúng không? Đây đây 29R đây. Đúng rồi anh. Em soi kỹ cho, em bật đèn flash em soi cho anh nhé. Đây ok. Em quay kỹ cho anh ý xem con 29R90911 anh ơi. Xe là em mua về em chưa dọn nhá anh nhá. Đó, em chưa dọn luôn. Có một đội ngũ chuyên dọn xe đẹp đấy ạ. Anh chị em nào có nhu cầu thì bên em phục vụ hết. Dọn đẹp luôn đi em đi. Đẹp luôn. Đấy. Đầu máy 823. Xe về thì bọn em chưa dọn. Đầu máy chốt vót luôn, biển RSBT là nó là dân chơi của Hà Nội đấy, một thời ngày xưa đấy. R là một là SBT. Đấy, em quay thêm cái đầu bò cho anh ấy nhìn này. Đó. Đấy. Đấy anh nhìn thấy chưa ạ? Đấy. Ok anh em chốt thì chốt con này nhá. Ok anh Lê Tùng Bách nhá. Anh Lê Tùng Bách có chốt con đấy thì cái này. Vâng, để em trả lời nhá. Đấy có con biển P này, được này, con biển P ngon này, 27 triệu con này ngon quá. Quá rẻ trong một cuộc tình. K30
cái bán đây, bán 265 này, con này quá rẻ, đời 2012 này. Máy nguyên, xe đẹp. Biển số này, con này đẹp này. Đấy, biển số là 29P102293, biển số cũng đẹp. Đấy, đời 2012, nhiều bố đến đây, bố vẫn là ba mấy triệu, nhưng thật sự ra đây mình bán ra 27 triệu. Đấy. Anh chị em nào mà đang xem livestream của hai anh em ấy mà anh chị chốt ấy thì anh chị cứ đặt cọc dụ luôn giúp em nhé, tại vì là đang ở trên 1.000 người đang xem livestream. Nhung đang chụp ấy, Nhung đang tác nghiệp. Đang xem livestream thì là đấy, Nhung đang tác nghiệp. 1.000 thì sao á? 638 anh chị em đang xem livestream. Ok, con Uây Thái này em ơi. Đúng rồi, con Uây Thái. Đấy, Nhung đang tác nghiệp để chụp cho anh nhé, phục vụ. Bởi vì ở đây đội này làm toàn các bạn gái phụ nữ rất là tận tụy công việc. Đây, một đấy, chiếc quay các anh, Thái. Các anh muốn chụp toàn các chị em phụ nữ chụp hộ cho đấy. Cũng lớn ngớ, cũng thật cũng không chuyên sâu vào gym đâu, xe gì mà thôi cũng cố gắng phục vụ để cho các anh ấy. Vì là trên live ấy, anh em đã quay chắc rất là kỹ càng rồi. Các anh muốn xem thêm thì các bạn nhân viên sẽ trực tiếp ra chụp ảnh để gửi cho các anh thôi ạ. Đấy, một chiếc quay Thái biển 29L50185 anh ạ. Con này căng ấy, con này mình nhập vào đã 18 triệu rồi. Con này cộng 3 triệu nhá. Con này 21 triệu. Cộng 3 triệu nhập vào là 18 rồi. Xe nó đẳng cấp, Uây Thái 110. Một thời để nhớ. Vâng ạ. Đẳng cấp luôn. Vâng anh Hùng ơi, anh Hùng gửi bạn ấy nhân viên, các bạn nhân viên các bạn sẽ gửi số tài khoản cho đấy, anh luôn nhá. Trực tiếp đã vẫn chụp đấy, anh em cũng cần thiết xem kỹ nhưng cố gắng chốt luôn. Các bạn nhân viên gửi số tài khoản cho anh ấy luôn nhá. Cho anh Hùng. Em quay anh con này. Chốt con Jim. 21 triệu. 16 triệu 500 này con này ạ. Con này đặt cọc rồi anh. Đây con này, à, đầu bò này, quay đầu bò cho anh. Trời ơi, đầu bò này. Lốc máy này, Uây Thái này, máy chất căng. Đây, bán súng dài này. Đấy. À, dân chơi. Con này nó đặt bỏ ra hơn 20 đi á, như kiểu nó mình đeo vàng ta ấy, nó không mất giá đâu. Đây, anh em trong miền Nam thích lắm. Đây này, mặt nạ trên các thứ này. Hộp, nó là Uây Thái 110. Đấy, giá 18 triệu mình mua là hợp lý đấy, bản thân mình mua đã là hợp lý con này rồi. Con sợ này luôn. Là máy xuất sắc luôn. Máy là máy chất luôn. Máy là thút thít cuộc đời luôn. Đây, kiểm tra cái này bò nữa. Trời ơi, cái đầu bò, cái đầu bò đẹp này. Đẹp này, em quay thằng này. Đấy, máy vẫn thịt đấy. Đấy, đầu bò đẹp đấy. Đấy, lốc máy này ngang này. Đấy, đấy này, bánh tâm nan. Đấy, pha đèn này. Xe này hôm ấy anh ấy quý lắm, anh ấy bán cho mình ấy. Ông này ông tên là Hùng. Ông đòi hai mấy triệu, vần mãi xuống 18 triệu này. Con biển tứ quý 6 này, ai thích cho chốt con biển tứ quý 6 này. Tứ quý 6 này, con... Galaxy dành cho học sinh sinh viên 50cc. Nhưng mà các anh mà sang chảnh thì các anh vẫn đi muốn đi cái loại biển đẹp đấy. Thì các anh đi cái loại này nhẹ nhàng vì nó rất chi là hầm hố và hoành tráng. Đấy anh nhìn thấy đẹp không? Đời 2022, biển số là 29AA. Tứ quý 6. Xuất sắc luôn. Cái này là dành cho người đây, mình bán anh bán là 221 triệu sao? Học sinh sinh viên. Dành cho người thích biển đẹp. À, Dung ơi, anh em dạ. Mình quẩn nốt mấy con xe SH này xong là nghỉ đi. Ok, cool. Ok. Các anh ơi, các anh đang theo dõi, anh em đang live stream thì các anh chốt rồi, các anh tự chụp màn hình giúp em nhé. Tự chụp màn hình giúp em. Đọc biển số. Những chiếc SH đời 2012, con này 2012 anh ạ. Biển số là 29G121597, màu trắng. Con này 2012 mà xe 51 đẹp. 51 triệu nhá. Xe đẹp quá. 125. Con này là đen sần này. Đen sần, con này là rút hồ sơ anh ạ. Ờ xe rút hồ sơ, con này đúng rồi, con này biển 19. Con này biển 19. Biển 19K133957 anh ơi. Con này mình bán ra 100 triệu ấy. 100 triệu, 150 ABS. Bán ra 100 triệu bao hồ sơ nhá. Bao hồ sơ. Tiếp theo chiếc SH nữa là 29D153353. Con này có một tượng cũng tai tiếng của bạn Dũng này. Bao nhiêu ông đòi mua này, mấy có một anh cọc, bây giờ anh lại bỏ em lại một mình đây. Bao nhiêu anh bảo con không để anh cọc này, xe này của bạn Dũng. Đuôi 53 tài sinh tài này. Tài sinh tài. Con này bạn mình mua là bạn tài sinh tài này. Con này mua của bạn ấy 50 triệu này, mua bạn Dũng 50 triệu, xe chất nhá, 150.
mua bạn 50 triệu mình trồng 3 triệu này, 53 triệu này. Con này rất nhiều các anh bị trượt con này. Cuối cùng có một anh nhanh tay hơn anh ấy cọc, cuối cùng bây giờ anh ấy để không, anh bỏ rơi em giữa dòng đời. Đó, bây giờ về lại bên em lại bán ra với giá 100. Lại bán tiếp. 100 triệu. Đó, 53 triệu. Tiếp theo là một chiếc SH 2020 biển 29E2 67733. Toàn biển đẹp thôi anh ạ. Con này 93 triệu nhá. 93 triệu. Con này nhập vào là 89 triệu rồi. Cộng 4 triệu. Những anh em sau. Đang hỏi những chiếc xe Xeway biển 29L là con Way màu xanh đấy, anh đang bán ra với giá là 21 triệu. Ừ, đây này các bộ phận văn phòng đây, giới thiệu anh em đây, các bộ phận văn phòng đang thiếu tít này. Khách đấy, anh em khách nhé. Chào nhá, anh em chào qua kính nhá. Đấy đấy. Hai cô bé mà có út thì mình đang game online tít mù luôn. Út của nhà Dung với út của mình đấy. Hai anh em nó thân nhau quý như vàng ấy. Đấy, Long ấy đang giới thiệu đây, đang làm việc với khách. Đấy, kế toán trưởng đây. Nhung ơi đang gửi cho anh em này, kế toán. Đây là Quỳnh đây đang nói chuyện với khách. Đây các bạn. Các anh thợ đấy đang viết giấy bán đấy, bộ phận đang viết giấy bán, đang mua bán đấy. Ok. Đấy cũng phải giao lưu tí. Thật sự nhà mình lúc nào cũng có khách mà. Cũng okay. Chia sẻ anh em, nhà mình lúc nào cũng như đám cưới, mười mấy năm nay lúc nào cũng như đám cưới, bởi vì mình suốt ngày kia ơi. Nói thật cũng oải nhưng mà thôi, cái công việc như thế mình cũng vui mà. Bởi vì như nói mình luôn nó ở tư thế là chú rể. Luôn luôn kia ơi, khổ, vất vả. Chút nữa xong like em sẽ quay cái con biển 99 cho anh xem nha, anh đang hỏi anh như thèm con biển 99 lắm, cho anh ngắm lại thôi. Ok. Biển 99 Diêm Thái gì? Diêm Thái bán rồi. Anh chờ tí. Em cho anh ngắm lại thôi. Ok, một chiếc Diêm Thái anh đòi 100 triệu. Ông đến anh đến đây được 100 thì bây giờ cứ giải quyết em 60-65. Thế giờ cũng thật mình chán đi về nhưng cũng vẫn phải quay lại bán cho mình. Nói chung là mình phải tôn trọng thị trường. Tiếp theo chiếc SH màu xanh biển 29N171342. Con này lỗ vỡ mồm. 71342. Hàng tồn. Hàng mất chìa khóa mua một năm nay rồi. Nó mua cũng rẻ nhỉ? Mua cái này có 77 triệu. Thế đấy cũng không phải là. Thôi giải quyết bán 80 triệu nhá. Nó là 125 anh. 125 29. 29. 80 triệu. Biển số là 29N171342 nhá. Anh chị em nào mà đang muốn sở hữu những con xe này anh chị chụp tiếp lại. Tiếp theo con xe này là biển 29F147653. Con này đang rút hồ sơ hay sao anh? 29F147653. Ở đây con này đã rút hồ sơ. Đang rút hồ sơ. Con này là bà mua vào đã là mua vào 85 thì nhá. Mua 85 bán ra 88 triệu. Ok, bán 88. 150 1225. 125. 150 CBS. CBS. 150 CBS. Tiếp theo 29C135539. Một chiếc SH nhập. 59 triệu nhá. Một chiếc SH màu đỏ đen. Con này mua 55 triệu rồi. Cộng biển 4 triệu con này. 29G190548. 90548. 78 triệu rồi nhá. 2020. Mua con này là 76 triệu cộng 2 triệu này. Ok, có những chiếc SH mốt màu xanh này. Biển 29X150103. 45 triệu. 45 triệu. Con này mua 42 triệu này. Mua 42 cộng 2 triệu. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nhá. Dung chào mọi người đấy, để chắc muộn rồi xin nghỉ. Cũng muộn rồi. Anh em xin phép xuống like, hẹn anh em cái like lần sau nhá. Xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đang xem livestream cùng với lại anh em cùng đồng hành với em. Đã mấy tiếng đồng hồ anh em đã rất chi là máu lửa và rất chi là đã chia sẻ cho anh em. Em xin gửi lời cảm ơn tất cả anh chị đang xem livestream nhá. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Mọi người ai có những chiếc xe đẹp nhá, có những chiếc xe mà mình xe nào mình mua được chứ không cứ xe nào đâu, xe nào mình mua vì nhà mình hiện tại có gần 1.000 đầu xe, tất cả các dòng mình cũng không thể like hết được. Nhưng ai có những chiếc xe đẹp, xe chính chủ, giấy tờ nghiêm chỉnh, cố gắng mang bán cho mình nhé. Mình sẽ mua hết giá cho các bạn. Và chào mọi người nhá. Mình cũng đây cũng cầm máy để cho đỡ cho bộ phận kia. À đây đây, không còn quay anh con biển 99 này Dung. À đây thôi, để anh quay luôn. Đấy, đây, anh giả Dung. Anh đang muốn hỏi con biển 99, anh muốn ngắm một chút. Đây Diêm Thái biển 99 này. Đồ này, ui đồ Thái ơi là Thái. Đây, đồng tiền bát gạo này, Thái này nè. Con này đúng là xấu cả cái xe, xấu với cái tem này. Ông nào ông cũ ông ấy thay với cái tem mảnh, tem nội này, nó bạc ngay, tem xịn nó không bao giờ bạc này. Cái tem lửa nó để không bao giờ bạc, nó chỉ có rách nó không bao giờ bạc.
Nhưng bên này là rất đẹp luôn. Đây tem lửa bên này nhìn nó thâm này mà. Nhìn chất này mà. Đây anh em nhìn cái diêm thái này, đây này. Cho nhìn thái này, nhìn nó thái nó ra thái không? Nhìn thái này. Chụp gật này. Trời ơi, đây có khách đặt cọc nhá. Anh Thành đuôi 66 này, đuôi ôi anh Thành anh ấy có đuôi 0934 này. 166666. Ông này ông ác nhỉ. Hôm nay ông ăn chơi thế, anh ấy có con số 56 này. Đấy biển 99 này. Đuôi 62. Ông anh này là một ông anh dân chơi. Đấy cảm ơn anh Thành đã đón rước em này về nhá. Bao nhiêu anh em đang nuối tiếc em này đấy, anh Thành ạ. Đây lốc máy này, như sơn lại này. Đây nhìn cái đầu máy này. Thái nhìn nó ra thái này này. Để cho mọi người cảm nhận xe. Nó là đẳng cấp, hiếm này. Nhìn vành bánh tâm nan này, các anh em ơi, đây nhìn các dân chơi nhìn vành bánh tâm nan này, cứ phải vàng chóe. Thái nhá, thái là và thái vàng chóe. Đây đôi gương này. Vẫn cứng ngắc. Đấy. Hàng đẳng cấp nhá, hàng này không dành cho số đông. Nên các đại gia thưởng lãm thôi. Đây đầu bò này. Kinh khủng luôn. Nhìn con xe nó thật ra nó sướng. Thật sự đọc con xe là 100 triệu nó cũng sướng cái đồng đáng đồng tiền bát gạo. Đây máy nổ cho các bác, các đại ca ngửa nghe tí. Con này còn chưa nổ, sao phải đạp mấy phát mới nổ, chắc gì đã nổ. Đấy. Trời ơi. Xèo 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 nhá. Hiện tại mới xèo 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 thôi. Một lúc là dầu nó mới lên. Trời ơi, máy đấy. Hàng màu qua đây nhìn cái mặt đồng hồ nó thế này. Đôi tay nắm vẫn gì này. Nhưng con này để anh em chiêm ngưỡng thì đắt lắm nhá. Con này đã bán ra, anh em bán ra đã là 80 triệu cho anh em rồi mất rồi. Đấy. Đây để đứng góc này nó hơi bị khép góc, nó không thể đóng cửa ấy được. Đây là những chiếc xe này là đang chờ, chưa chờ đang chờ. Xe gì xe gì? Em à. Cái xe tơ màu đỏ. Cái xe màu đỏ. Đợi. 4195. Em kiểm tra cho anh. Anh em biết rồi đúng không? Anh em chào mọi người cái. Tên gì ấy? Tên là Vũ. Ở đâu qua đấy Vũ? Ở Trung Mỹ qua. Ở Trung Mỹ à? Huy xong cho anh em xem nào. Mấy lần rồi mà không gặp bạn. Anh cảm ơn. Rồi. Đây này, con này vừa mới mua về từ đầu lai đấy. Rồi. Huy xong rồi anh em cho anh em xem. Em đi theo Huy nhé. Cảm ơn, vẫn còn rất đông anh em đang xem. Đây này, con này này. Mua 68 triệu này. Mua 68, xe mới đét này đẹp này. Đây con này cộng 2 triệu này. Con này nó S1 đây. 532 cây. Bản ABS bản đất nhất hiện nay mới 74 triệu. Đấy, vừa mua hàng vừa mới nhập đi. Anh em vừa mới nhập này, cái ông cẩn thận quá nên ông không giữ được. Mới này, mới không? Mới không? Bảy màu nhá. Nhìn mốt model trông nó yêu thế. Đấy. Con này mình mua là 28 triệu, cộng 2 triệu này. Đấy con này mua 325 này. Con này cộng 3 triệu rưỡi này, 32 triệu 500 đời 2007. Nó là hàng hiếm. Bây giờ tí là dắt bớt cái xe kia ra, em để chặn hết thang máy rồi. Không được không? Em. Đấy. Thôi chuẩn bị cơm thôi. Ông anh media gọi là điện máy mắc. Ông anh. Anh chào mọi người cái đi. Được, ừ, anh tên gì nhỉ? Em tên Nam. Nam à? Ok, bắt tay Nam cái. Anh đâu qua đấy? Em ở Trung Mỹ. À, Trung Mỹ à. Anh đến lấy xe gì anh Nam? Em lấy cái xe Vision. À ok, đang chuyển tiền thôi. Vâng. Ok. Đang chuyển tiền. Đấy, Long vẫn tiếp tục miệt mài đúng không? Thôi nghỉ thôi. Chào mọi người đi. Liên. Đấy, phải cho hồi tỉnh lại, cứ say mê công việc quá. Nhung nào. Chào tất cả các bạn. Ok. Đấy. Vẫn có rất nhiều xe nhưng vẫn không quên chiếc FZ này nhá. Nhưng cái FZ này chiếc cuối cùng mình vẫn cứ luôn quảng cáo mà tại sao vẫn chưa người thích. Đây, chiếc này là mình bán 40 triệu nhá, 2700 cây. Rồi sẽ có ngày mình hếu cho một ông thích con này. Nhưng mà thật con này mình chỉ thích đi đúng cái dáng của mình. Đi sướng lắm. Xe này mà thì thoảng anh em đi Tây Bắc tí có sướng. Đẹp lắm. Này, đầu bò mới cứng. Không bao giờ có. 2700 cây mình vẫn để đây bật điều hòa cho mát. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Mình tắt máy đây. Ai trả lời đây không?
Ai mua anh em chia sẻ ba cho cái nhá. Có ai có chiếc xe đẹp thì để lại cho mình. À, Đặng Hùng gửi số tài khoản em chốt giờ em 765. Ok, anh em chị Quỳnh lưu ý nhá. Ok, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Anh lấy xe gì đấy? À lấy rồi đúng không? Anh chào mọi người cái. À rồi. Đi cùng à? Đang chuyển khoản đúng không? Đang lên điện thoại. Ok nhá. Chào vẫn cả mọi người ạ. À, Trần Nam giá bao nhiêu bạn inbox cho mình nhá. Mình tắt máy rồi. Ok, cảm ơn các bạn mọi người. Cảm ơn Trần Nam nhá. AB rất nhiều nhá, mình có rất nhiều, mười mấy triệu, hai mấy triệu, ba mấy triệu có hết nhá. Xe nào cũng có. Cảm ơn cả mọi người ạ.